phía sau cánh cửa. Alex bơi về phía trước một cách chậm rãi, hoàn toàn không nhìn thấy gì. E rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi, cậu bé sẽ có thể bị va đầu vào đá. Mặc dù có bộ đồ lặn, nhưng cậu cũng đã cảm nhận được cái lạnh khá lâu rồi. Cậu hiểu rằng mình phải nhanh chóng tìm thấy con đường khô ráo. Tay cậu bỗng chạm phải một vật gì đó, nhưng bàn tay lại đang tê cứng nên không thể nhận ra đấy là cái gì. Alex vươn tay ra, quẫy đạp để tự đẩy thân mình tiến lên phía trước. Bàn chân cậu đã chạm được tới đáy. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng mình đã có thể nhìn thấy. Bằng cách nào đó, ở một chỗ nào đó, ánh sáng đang lan tỏa từ một khu vực phía bên kia đường hầm. Từ từ, thì lực của cậu bé cũng đang tự điều chỉnh lại. Vẫy thử bàn tay lên trước mặt, cậu đã có thể nhìn thấy mấy ngón tay của mình alex đang bám vào một xà gỗ là cột trống nhưng đã bị sụt xuống cậu nhắm mắt lại sau đó lại mở ra bóng tối đã biến mất cậu nhìn thấy một ngã tư đi xuyên qua đá là nơi giao nhau của ba đường hầm con đường thứ tư ở sau lưng cậu là con đường bị ngập nước cũng lờ mờ như ánh sáng kia sức lực của alex đang từ từ hồi phục lại thanh xà gỗ giống như cầu tàu tạm thời và Alex dùng nó để leo lên tảng đá. Ngay lúc ấy, cậu chợt nghe thấy một âm thanh dìu dặt, liên tục, không thể chắc chắn là nó ở gần hay xa. Nhưng cậu bé đã nhớ lại tiếng động mà cậu đã từng nghe thấy ở bên dưới tòa nhà D. Khi cậu đứng trước cánh cửa kim loại, cậu biết rằng mình đã đến nơi. Alex cởi bộ đồ lặn, nó đã che chắn cho cậu rất tốt những phần chính trên cơ thể cậu hoàn toàn khô ráo. Chỉ có những dòng nước lạnh buốt là chảy từ trên tóc xuống cổ cậu. Giày và tất bị ướt sũng khi bước lên phía trước. Chân của cậu bé lại lép nhép trong giày nên cậu phải cởi nó ra, dốc sạch nước trước khi có thể mang vào để đi tiếp. Sơ đồ của bác Lan Rider vẫn còn nằm gấp phẳng phiêu ở trong túi, nhưng cậu không cần đến nó nữa tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là đi theo hướng của ánh sáng. cậu bé đi thẳng tới một đường giao nhau khác, sau đó quẹo phải. Bây giờ thì ánh sáng thật rực rỡ đến độ cậu bé có thể hoàn toàn nhận ra màu sắc của đá nâu sậm và xám. Tiếng đập thình thịch cũng mỗi lúc một to hơn và Alice có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh tôn xối xả vào người cậu. Cậu bé thận trọng bước tới lòng tự hỏi mình sắp phải đến chỗ nào đây. Bất chợt, Alex nếp vào một góc. Các vách đá hai bên đã dừng chỗ cho một bức tường. Có gắn những tấm lưới bảo vệ làm bằng kim loại dùng để chắn những lỗ hồng tiếp giáp với nền đất. Căn hầm cũ của khu mỏ đã được tu sửa lại. Nó được sử dụng như là lối ra của một hệ thống điều hòa nhiệt độ. Ánh sáng đã dẫn Alex đến chỗ những tấm lưới này Cậu bé quỳ xuống bên tâm lưới bảo vệ đầu tiên, nhìn vào một căn phòng rộng, lắp cả trắng. Đây là phòng thí nghiệm với các thiết bị làm bằng thủy tinh và thép, được đặt trên những mặt bàn nóc tủ. Căn phòng không có người. Để thăm dò, Alex thử nắm lấy tâm lưới bảo vệ. Nó đã được lắp ráp rất kiên cố. Các khen của nó đông cứng vào mặt đá. Tâm lưới thứ hai cũng thuộc về phòng này. Các ốc vít của nó đã được vặt chặt. Alex tiếp tục đến bên tâm lưới thứ ba. Tâm lưới này nhìn vào một căn phòng dùng để cất giữ vật dụng. Những chiếc hộp màu bạc do chiếc tàu ngầm chờ tới mà Alex đã trông thấy đêm rồi, chất đầy ở đây. Cậu bé dùng cả hai tay nắm lấy tâm lưới mà kéo. Nó dễ dàng bị tháo rời ra khỏi bức tường. Nhìn gần hơn, Alex đã hiểu lý do. Một lần nữa, bác Lan đã ở đây trước cậu bác đã cắt các chốt cố định tấm lưới alice nhẹ nhàng đặt tấm lưới bảo vệ xuống cố gắng không gây ra tiếng động và vui mừng khi thấy rằng mình đã lấy lại được sức lực để tiếp tục tiến lên một cách thận trọng cậu chui qua cái lỗ hổng trên tường để vào phòng vào phút cuối cùng khi đang nằm sấp bụng với đôi chân còn đong đưa bên dưới cậu bé với tay cầm lấy tấm lưới bảo vệ và gắn hờ trở lại như cũ miễn là không có ai nhìn vào ở và cửa ly thật gần chứ bình thường thì họ sẽ chẳng nhận ra điều gì đâu nền đất ở đây khá xa chỉ ít khi nó cũng xa gấp hai lần chiều cao của cậu nhưng giờ thì chẳng có gì có thể ngăn cản được cậu nữa cậu bé tuột xuống đất bằng những đầu ngón chân nhẹ nhàng như một con mèo tiếng thình thịch đã rõ lớn hơn vọng lên đâu đó ở bên ngoài nó át mọi tiếng động do cậu bé gây ra alice tiến lại phía những chiếc hộp màu bạc ở gần mình nhất để xem xét cậu tìm thấy hai cái lẫy trên nắp hộp nên nhấn vào tách tiếng hộp bật mở ra trên tay cậu bé nhưng nhìn vào bên trong cậu bé thấy nó hoàn toàn trống rỗng dù cho vật được đưa lên có là gì đi nữa thì người ta cũng đã sử dụng chúng rồi alice kiểm tra các máy camera không thấy có cái nào, cậu yên tâm bước tới cửa ra vào. Cửa không hề khóa, cậu bé mở cửa ra để hé hé chừng vài cm, để có thể quan sát phía bên ngoài. Cánh cửa dẫn ra một hành lang rộng, có lan can chạy dọc suốt một bên, và ở bên phía cuối lối đi là một cánh cửa trượt tự động. 19 giờ đúng, ekip đỏ lắp ráp, ekip xanh khử nhiễm. Một giọng nói bỗng vang lên trên hệ thống loa phóng thanh. Không phải giọng đàn ông, cũng không phải giọng phụ nữ. Đó là một giọng nói rừng rưng, tàn nhẫn. Alice nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ tối. Việc đi qua khu mỏ tốn nhiều thời gian hơn cậu tưởng. Cậu bé ron rén bước lên phía trước. Chính xác, nó không phải là hành lang như cậu bé đã nhìn thấy. Nó chính là bột bục quan sát. Cậu tiến tới sát lan can và nhìn xuống. Alex không có một ý niệm nào về những điều cậu sẽ tìm thấy phía sau cánh cửa bằng kim loại, nhưng hiện thời, những gì cậu bé đang chứng kiến đã vượt xa tất cả những gì mà cậu tưởng tượng. Đó là một căn phòng khổng lồ, những bức tường một nửa là đá, một nửa là thép bóng láng, có gắn các thiết bị máy tính, các đồng hồ điện và những chiếc máy nhấp nháy đèn liên tục. Ở đây đang tập trung khoảng 40 hay 50 người, một số mặc quần áo trắng và một số mặc quần yếm. Tất cả đều mang bao tay với những màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, xanh dương và xanh lục. Những gọn đèn hồ quang nằm bên trên đang chiếu thẳng xuống. Ở mỗi lối ra đều có những tay bảo vệ được trang bị vũ khí đứng gác. Bọn họ nhìn mọi người đang làm việc bằng những khuôn mặt vô cảm. Đây chính là nơi lắp ráp những chiếc công tắc bão. Các máy vi tính nằm trên một băng truyền dài, liên tục, được băng tải chậm rãi truyền qua chỗ các nhà khoa học và những kỹ thuật viên. Một điều lạ lùng là chúng hầu như đã hoàn tất. Dĩ nhiên là chúng phải được hoàn tất rồi. Ông say lờ đã nói với cậu như thế, và lẽ ra chúng đang được vận chuyển bằng đường thủy suốt cả buổi chiều và buổi tối mới phải. Vậy thì sự thay đổi vào phút chốt đang diễn ra ở đây, trong nhà máy bí mật này là cái gì? Và tại sao lại phải che giấu dây chuyền sản xuất như thế? Những gì Alex đã trông thấy khi Ron Rén đi quanh tập đoàn Sailor chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Phần chính của nhà máy là ở đây, ở bên dưới mặt đất. Alex quan sát một cách tỉ mỉ khi cố nhớ lại chiếc công tắc bão mà bản thân đã sử dụng Cậu chợt nhận ra rằng ở đây có một thứ mà chiếc máy vi tính kia không có. Một mảnh nhựa nằm trên vỏ máy bao bọc màn hình được rút ra, để lộ một ngăn nhỏ có hình trụ và dày khoảng 12cm. Những chiếc máy vi tính đang đi qua bên dưới một chiếc máy kỳ lạ. Có gờ, nhiều dây điện và các cánh tay thủy lực. Các ống tuyết màu bạc mờ đục xuất hiện dọc theo một khe hẹp đang di chuyển về phía trước như chào đón những chiếc máy vi tính mỗi ông tuyếp dành cho một máy vi tính có một vạch rừng bằng độ chính xác tuyệt đối những ông tuyếp được nhấc lên mang ra ngoài rồi chúng rơi vào những ngăn đã để ngỏ sau đó những công tắc bão được đưa nhanh lên phía trước một chiếc máy thứ hai đóng miếng nhựa cứng vào để che cái ngăn và hàn lại lúc này những chiếc máy vi tính được đưa về cuối băng truyền nơi chúng được đóng gói trong những chiếc hộp có màu đỏ và trắng. Đề chữ tập đoàn Schiller, những cái ngăn đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của Alice ghi lại tất cả các hoạt động này, rồi cậu bé lại nhìn qua bên kia dây chuyền lắp ráp, xuyên qua một cửa sổ rất to của phòng bên cạnh. Hai người đàn ông mặc bộ quần áo vũ trụ đang đi qua đi lại một cách vụng về, giống như những hình ảnh trong phim đang chiếu chậm. Họ dừng lại vòi báo động vang lên và đột nhiên họ biến mất trong đám hơi nước trắng toát mù mịt. Alice nhớ lại những gì đã nghe thấy, phải chăng là họ đang được khử nhiễm. Nhưng nếu các công tắc bão dựa trên bộ xử lý tròn thì đâu cần phải sạch sẽ đến thế. Dù sao đi nữa, điều này chẳng giống với những gì mà cậu bé đã được trông thấy trước đây. Nếu như những người đàn ông đang được khử nhiễm, thì họ đang được khử nhiễm khỏi cái gì? đặc vụ Gregorovic hãy báo cáo về vùng cách ly sinh học. Lời nhắn này dành cho đặc vụ Gregorovic. Một nhân vật gầy guộc có mái tóc vàng trong bộ đồ đen tách ra khỏi dây chuyền lắp ráp, bước một cách ề oải tới cánh cửa đang trượt mở ra đủ để hắn lọt vào. Đây là lần thứ hai Alex nhịn ra mình đang nhìn vào kẻ diệt mướn người Nga, Jackson Gregorovic chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy alex nhớ lại chiếc tàu ngầm cùng những chiếc hộp được niêm phong rõ rồi jason đã đem đến những chiếc ống tuyếp mà hiện giờ vừa được đưa vào các chiếc máy vi tính những ống tuyếp đó là một loại vũ khí mà hắn sử dụng nhằm mục đích phá hoại không điều ấy là không thể ở cảng talon cô phụ trách đã kể với cậu là bác lan rider đã hỏi mượn tách về virus máy tính kia mà. Virus, cử nhiễm, vùng cách ly sinh học. Mọi thứ chật mở ra cùng với nó là một vật cứng, lạnh ngắt, chĩa thẳng vào gáy Alex. Cậu bé đã không nghe thấy tiếng cửa ra vào sau lưng mình bật mở. Cậu từ từ đứng thẳng lên khi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ thì thào vào tai mình. Đứng thẳng dậy. Để hai tay sang hai bên, nếu mày có bất kỳ một cử động nào. Và cho bắn vỡ sọ. Cậu bé từ từ quay lại. Một tên bảo vệ đang đứng đằng sau cậu với một khẩu súng trong tay. Đây là điều mà Alex đã thấy cả ngàn lần trên phim và trên TV. Nhưng cậu bé vẫn bị choáng váng bởi thực tế lúc nào cũng khác xa. Khẩu súng này là súng lục tự động. Chỉ cần ngón tay gã bảo vệ bóp cò là một viên đạn 9mm sẽ chọc thủng đầu cậu và ghim vào trong não chỉ mỗi một ý nghĩ đó thôi đã khiến cậu bé phát bệnh. Cậu đứng thẳng dậy, tên bảo vệ cỡ chừng ngoài 20 tuổi, khuôn mặt xanh xao và bối rối. Alex chưa hề nhìn thấy hắn trước đây, nhưng quan trọng hơn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Alex. Hắn chẳng mong đợi là mình sẽ tình cờ bắt gặp một thằng nhóc, điều này có lẽ sẽ lợi cho cậu bé. Mày là ai? Hắn hỏi. Mày đang làm gì ở đây? Tôi đang ở chỗ ông Taylor. Alice trả lời. Cậu bé nhìn chăm chăm vào khẩu súng. Tại sao anh lại chĩa cái đó vào tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Những lời này được cốt ra thống thiết. Thì ra là một chú nhóc đi lạc. Đã có kết quả như mong đợi. Tên bảo vệ do dự. Hắn kéo hạ khẩu súng xuống. Alice chấp thời cơ ra đòn ngay tức khắc. Đó là một đòn karate kinh đệt. Lần này là cú xoay người và trắng tủy tay vào đầu tên bảo vệ phía bên dưới mang tay của hắn. Tên bảo vệ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Mắt hắn lồi ra, thân người lào đảo. Dĩ nhiên Alex đã hạ hắn bằng một quả đấm. Gã bảo vệ không hề có cơ hội phản đòn. Khi tiếp theo, ngay đó là một cú nệm bằng đầu gối của Alex vào bụng dưới của hắn. Hắn ôm lấy bụng, khẩu súng rơi xuống đất. Một cách khẩn trương, Alex kéo anh lại phía sau, xa khỏi những lan can. Cậu bé nhìn xuống, không một ai trông thấy điều vừa xảy ra. Nhưng gã bảo vệ sẽ không ngất chịu lâu. Alex hiểu rằng cậu sẽ phải rời khỏi đây, không chỉ là lên mặt đất nữa, mà phải hoàn toàn thoát khỏi tập đoàn Taylor này. Cậu phải liên hệ với bà Jonas. Cậu bé vẫn chưa biết bằng cách nào và tại sao. Hiện giờ, Cậu chỉ biết rằng những công tắc bão đang trở thành những cỗ máy giết người. Từ đây đến lúc tiến hành nghi lễ ở Viện Bảo tàng Khoa học, không đầy 24 tiếng đồng hồ nữa. Bằng mọi cách, Alex phải ngăn chặn được điều này. Cậu bỏ chạy, cánh cửa phía cuối lối đi chợt mở và cậu bé nhận ra rằng mình đang ở trong một lối đi quanh co trắng toát. Với những văn phòng không có cửa sổ, vậy là khu mỏ Dos Mary vẫn còn nhiều căn hầm khác. Alice biết rằng mình không thể quay trở lại. Con đường đã đến. Cậu bé quá mệt. Ngay cả khi cậu tìm ra được đường đi xuyên qua khu mỏ, thì cậu cũng chẳng thể nào xoay trở lại lần thứ hai. Cơ hội duy nhất của cậu là cánh cửa đầu tiên dẫn đến đây. Nó mở ra chiếc cầu thang kim loại. Vật sẽ đưa cậu bé đến tòa nhà D. Trong phòng cậu có một máy điện thoại nếu không có, thì cậu sẽ dùng bộ máy chơi điện tử để truyền tin nhắn. Em 16 phải biết được cậu đã tìm thấy cái gì. Cậu bé chạy đến phía cuối lối đi, nhưng rồi lại phải chạy ngược trở lại khi nhắc trông thấy ba tên bảo vệ xuất hiện, đang bước tới phía cửa đôi. Thật may mắn, họ không nhìn thấy cậu, không ai biết cậu ở đây, cậu sẽ ổn thôi. Còi báo động bỗng cất lên đó là một hồi còi điện tử vang lên lanh lành dọc theo các lối đi, len lỏi từ các ngóc ngách, vang lên khắp nơi. Những tên bảo vệ quay trở lại và nhìn thấy Alex, không giống như gã thanh niên ở bệ quan sát. Những tên này chẳng có chút ngập ngừng nào cả. Khi Alex cắm đầu chạy qua, cánh cửa gần nhất, bọn chúng rút ra những cây súng máy ra và nả đạn. Những viên đạn ghim thẳng vào bức tường bên cạnh cậu bé và bay dọc theo lối đi. Alice nằm rạp xuống đất, đá chân ra sau đóng cánh cửa lại, rồi cậu bé đứng thẳng dậy, tìm thấy chốt cửa gài nó lại. Một giây sau, có nhiều tiếng đập vào cửa rầm rầm khi những tên bảo vệ bắn vào cửa, nhưng đây là kim loại cứng, nó sẽ chịu đựng được. Alice đang đứng trước một lối đi làm bằng kim loại có nhiều đường ống dẫn và nhiều xi lanh, giống như khoang máy của một chiếc tàu ở đây còi báo động kêu rất to như thể đây là phòng điều khiển nó vậy hình như khắp nơi đều có còi báo động cậu bé nhảy xuống cầu thang cứ ba bậc một rồi dừng lại ở bậc nghỉ tìm đường đi ra trước mặt cậu là ba lối đi cậu phải chọn một nhưng rồi khi nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch cậu hiểu rằng mình chỉ còn có hai lựa chọn thôi cậu ước sao lúc nãy mình nghĩ trước được đến điều này mà cầm khẩu súng lục tự động lên. Cậu chỉ có một mình mà lại không có vũ khí. Chỉ như một con vịt duy nhất trong phòng tập bắn với những khẩu súng ở khắp mọi nơi đang chĩa vào nó. Không có đường ra. Có phải đây là thứ mà em 16 đã huấn luyện cho cậu không? Nếu thế thì hai tuần là không đủ. Cậu bé tiếp tục chạy, lên lỏi qua các lối đi, thử hết mọi cửa trên đường chạy tới một phòng tắm phòng khác là một phòng thí nghiệm lớn hơn có cửa ra vào thứ hai dẫn ra ngoài và giữa phòng là một bể chứa làm bằng thủy tinh có hình thù trông giống một thùng rượu chứa đầy chất lỏng màu xanh lục nhiều ống cao su thỏi ra ngoài bể chứa xung quanh là những cái khay để đầy ống nghiệm bể chứa có hình dạng một cái thùng những cái khay trước đây alex trông thấy chúng chỉ là những đường nét bên ngoài mờ nhạt trên máy chơi điện tử của cậu. Hẳn là cậu đang đứng ở phía bên kia cánh cửa thứ hai. Cậu chạy ngay đến đó. Nó đã bị khóa bên trong bằng khóa điện tử với một ổ thủy tinh gắn trên tường. Cậu bé sẽ chẳng bao giờ mở nó ra được. Cậu đã bị mắc kẹt. Những bước chân đang tiến đến gần. Alex chỉ có đủ thời gian để chui vào trốn dưới một gầm bàn làm việc Trước khi cửa ra vào đầu tiên bật mở, hai tên bảo vệ chạy vào phòng thí nghiệm. Họ nhìn quanh quất, không phát hiện ra cậu bé. Một tên trong bọn họ lên tiếng: "Không có ở đây. Anh lên đó thử coi." Một tên bảo vệ chạy trở lại lối đi, tên còn lại chạy đến cửa ra vào thứ hai, đặt bàn tay lên ổ thủy tinh nhận dạng. Một ánh sáng xanh lè hiện lên trước cửa phát ra âm thanh vo vo tên bảo vệ mở cửa như phá rồi biến mất alice lăn tới khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại cậu chỉ kịp đút bàn tay của mình vào giữa khe hở cậu bé chờ một chút rồi đứng lên cậu mở cửa ra đúng như alice mong đợi cậu bé nhìn thấy một lối đi vẫn còn chưa xây xong đây là nơi mà cô nadia vô lờ đã phát hiện ra cậu tên bảo vệ vẫn tiếp tục đi lên phía trước alex nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình lại không còn nghe thấy âm thanh báo động nữa cậu bé bước lên những bậc thang kim loại chúng dẫn cậu trở lại đường hành lang thiết kế bằng kính nối giữa hai tòa nhà c và d alex cảm thấy dễ chịu khi được trở lại mặt đất cậu tìm thấy một cánh cửa và lẻn được ra ngoài mặt trời đã lặn từ lâu nhưng bên kia bãi cỏ bãi đáp máy bay vẫn sáng rực nó được chiếu sáng nhân tạo bằng một thứ ánh sáng mà Alex đã trông thấy ở sân vận động bóng đá. Có khoảng 12 cái xe tải đang đậu gần nhau. Những người đàn ông đang chất chiếc hộp vuông nặng có màu đỏ và trắng lên xe. Chiếc máy bay chở hàng mà Alex đã trông thấy khi đến đây đang phát ra tiếng động cơ ầm ầm trên đường băng và rồi nó cất cánh, trao nhưng trong không trung alex biết rằng mình đang được chứng kiến công đoạn cuối cùng trong dây chuyền lắp ráp những chiếc hộp đỏ và trắng kia cũng bi hệt những thứ cậu vừa được nhìn thấy trong căn phòng dưới mặt đất những chiếc công tắc bão đã được hoàn thành với một bí mật chết người đang được chất lên xe để vận chuyển sáng mai chúng sẽ có mặt trên khắp cả nước hộp người xuống cậu bé chạy qua đài phun nước ngang qua bãi cỏ cậu nghĩ đến việc ra khỏi đây bằng cửa chính nhưng cậu cũng đồng thời hiểu ngay được rằng điều đó là không có hy vọng những tên bảo vệ đã được báo động hết rồi bọn họ đang chờ cậu alice cũng không thể leo qua hàng rào vòng ngoài có trăng dây kẽm gai sắc lẻm ở trên ngọn được không căn phòng của cậu bé có vẻ như là câu trả lời tốt nhất điện thoại đang ở đó và các vũ khí của cậu cũng đang ở đó là một số đồ vật mà ông Smiders đã cho cậu 4 ngày hay là 4 năm trước. Cậu băng qua phòng bếp để vào nhà, theo con đường mà cậu đã lẻn ra vào đêm rồi, mới có 8 giờ, nhưng xem ra cả nơi này đều đang vắng tanh. Cậu bé chạy lên cầu thang, chạy dọc theo đường hành lang để về phòng của mình. Nó nằm trên tầng 1, một cánh chập rãi, cậu bé mở cửa ra, dường như cậu vẫn còn may mắn, không có ai ở đây, không dám bật đèn. Alex bước vào trong và chụp lấy cái điện thoại. Đường dây đã bị cắt, không sao cả. Cậu bé tìm được những bộ trò chơi dành cho chiếc máy chơi điện tử của mình, cái JoJo và ống kem trị mụn nhét hết vào túi. Cậu quyết định không để chúng ở đây nữa, quá nguy hiểm. Cậu sẽ tìm một nơi nào đó để trốn ra sau đó sẽ dùng nữ thần báo ứng liên lạc với mi sáu cậu bé quay trở gót lại cánh cửa ra vào mở nó ra thật chóng váng khi cậu nhìn thấy ông green đang đứng ở đó gương mặt trắng bạch mái tóc hoe hoe và vết sẹo màu tím hoa cà mang hình ảnh một nụ cười méo mó trông thật gớm guốc alice hoàn trạng ngay lập tức bàn tay phải của cậu tung ra một đòn nhưng ông green nhanh hơn Ông ta né tránh sang một bên, bất ngờ đưa tay ra kẹp lấy cổ họng Alice. Cậu bé thở hồn hển, không làm gì hơn được. Người quản gia khiến cậu bé phải kêu ú ớ vài tiếng rồi mới bất ngờ tung ra đòn thứ hai. Alice có cảm giác rằng đằng sau những vết sẹo thâm tí mấy, ông ta đang cười thật sự. Ông ta đang rất vui. Alice cố né miếng đòn này, nhưng cú đấm của ông Green đã dáng thẳng và quay hàm cậu bé cậu bổ nhào vào phòng ngủ ngã ra phía sau cậu bé thậm chí không nhớ là mình đã bị đo đất bạo lực ở học đường sáng hôm sau bọn họ đến chỗ alice suốt cả đêm cậu bé bị xích tay vào lò sưởi trong một căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có duy nhất một ô cửa sổ có chấn song có lẽ trước đây phòng này là một hầm than khi Alex mở mắt, tia nắng xám xịt đầu tiên của ngày mới cũng vừa rọi vào phòng. Cậu mở mắt, nhưng rồi lại nhắm vào ngay. Đầu của cậu cứ ong ong, còn phía bên mặt nơi ông Green đã đấm vào, thì sưng vều. Tay cậu bé bị bẻ quạt ra sau, những đường gân trên vai nổi lên đỏ lừ. Nhưng tệ nhất vẫn là cảm giác thất bại. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, ngày những chiếc công tắc bão được giải phóng khỏi nơi chế tạo. Alice bất lực, cậu đã phụ lòng tin của FI6, của bác, của cậu và của chính cậu. Gần 9 giờ, cửa ra vào bật mở, hai tên bảo vệ bước vào. Ông Green đi sau họ. Cái còng tay được mở ra, Alice bị buộc phải đứng dậy. Sau đó, hai tên bảo vệ giữ hai bên vai cậu bé dẫn cậu lên lầu cậu vẫn còn ở trong nhà ông lờ những bậc thang dẫn lên gian đại sảnh có bức tranh ngày phán xử khổng lồ alice nhìn vào những nhân vật trên bức tranh sơn dầu họ đang quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng nếu đúng như suy luận của cậu thì tình cảnh này sẽ sớm lặp lại trên khắp anh quốc chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa thôi là nó sẽ xảy ra những tên bảo vệ gần như lôi cậu băng qua một cánh cửa để vào căn phòng có cái bể thủy tinh. Phía trước bể chứa là một chiếc gỗ có lưng tựa cao. Alex bị buộc phải ngồi xuống. Tay của cậu bé lại bị còng ra phía sau lưng. Bọn bảo vệ bỏ đi. Ông Huynh ở lại. Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Rồi cậu nhìn thấy đôi giày da bước xuống trước khi nhìn thấy người đàn ông đang mang chúng. Lão Heron Schuyler xuất hiện. Mặc bộ com lê may bằng vải lụa màu xám nhạt. Ông Alan Plun và bà Jonet từ đầu đã nghi ngờ về tên triệu phú người Ai Cập này. Họ luôn nghĩ rằng hắn đang giấu giếm một cái gì đó. Nhưng họ chẳng bao giờ lường trước được sự thật này. Hắn không phải là một người bạn của nước Anh hắn là kẻ thù tệ hại nhất. Ba câu hỏi. Lão say lờ nói một cách cấu tình. Giọng nói của lão cực kỳ lạnh lùng. Mày là ai? Ai cử mày tới đây? Mày biết được tới đâu rồi? Tôi chẳng hiểu ông đang nói về cái gì cả. Alex trả lời. Lão say là thở dài. Nếu từ cái nhìn đầu tiên, Alex nhận thấy ở lão ta có cái gì đó hài hước thì giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt lão tỏ ra chán trường và trở nên tính toán. Đôi mắt lão vô cùng xấu xí, đầy vẻ đe dọa. Chúng ta không có nhiều thời gian, ông ta nói. Ông Green. Ông Green bước lại phía một trong những chiếc tủ trưng bày, lấy ra một con dao sắc lẻm. Có một cạnh là lưỡi cưa. Ông ta đưa con dao lên gần mặt, đôi mắt lóe sáng Tao đã từng nói với mày rằng ông Green đây rất thành thạo về tao. Ông say lời tiếp tục, nói. Đến bây giờ vẫn như vậy. Hãy kể cho tao nghe những gì tao muốn biết. Alex, à, hay là ông ta sẽ cho mày nếm thử cảm giác đau đớn hơn cả khi mày tưởng tượng nữa hả? Đừng có cố tình nói dối tao. Hãy nhớ điều sẽ xảy ra với những kẻ dối trá, đặc biệt là cái lưỡi của chúng. Ông Green tiến lên phía trước một bước. Lưỡi dao bắt ánh sáng lóe lên. Tôi tên là Alex Ryder. Alex bắt đầu nói. Con trai của Ryder hả? Là cháu của bạc ấy. Ai cử mày tới đây? Cũng là những người đã cử bạc ấy tới. Chẳng có lấy một chút dối trá. Nó chẳng còn quan trọng nữa. Mối quan tâm càng lúc càng dâng cao. Em y sáu hàng lão sai lờ cười nhưng chẳng có chút đùa cợt. Bọn chúng cử ra mấy thằng nhóc 14 tuổi để làm cái công việc bẩn thỉu của bọn chúng ư. Chẳng ăn lê chút nào, ta đã nói rồi, không quân tử, cái gì chứ. Lão ta sử dụng giọng anh chuẩn một cách cường điệu, lão bước đến và ngồi xuống đằng sau cái bàn. Thế còn câu hỏi thứ ba của tao, Alex, mày biết được tới đâu rồi? Alice nhún vai, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên để che giấu nỗi sợ hãi thực sự trong lòng. Tôi biết hết. Cậu trả lời. Tiếp tục đi. Alice hít vào một hơi. Ở đằng sau cậu bé, con sứa đang trôi qua như một đám mây độc. Cậu có thể liếc nhìn thấy nó. Cậu giật mạnh cái còng. Không biết nó có khả năng phá gãy chiếc ghế này không. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên và con dao mà ông Green đang cầm đột nhiên rung lên trên lưng ghế. Cách đầu cậu bé chỉ vài cm, lưới dao đã khứa nhẹ vào cổ cậu. Alex cảm nhận được một dòng máu nhỏ xuống cổ áo. Mày đang bắt tao phải đợi đấy, lão Harold Saylor nói. Được rồi, khi bác tôi ở đây, bác ấy quan tâm đến virus bác đã tìm hiểu chúng ở thư viện địa phương. Tôi nghĩ là bác ấy muốn nói đến virus máy tính. Đó là giả thuyết tự nhiên thôi. Và tôi đã sai. Đêm qua tôi đã nghe các ông làm gì. Tôi đã nghe người ta nói trên hệ thống phát thanh, khởi nhiễm vào vùng cách ly sinh học. Người ta đã nói về chiến tranh sinh học. Thực tế, ông đang giữ một loại virus. Nó đang ở trong những ống tuyếp được gói trong những chiếc hộp màu bạc và các ông đã để chúng vào những công tắc bão tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì tôi nghĩ rằng khi những chiếc máy vi tính được bật lên thì mọi người sẽ chết họ là ở trong trường học như vậy nạn nhân sẽ là những trẻ em đi học điều này có nghĩa là ông chẳng phải là một vị thánh như mọi người vẫn nghĩ ông say lờ ạ ông là một tên giết người hàng loạt ông một kẻ rất tâm thần. Tôi nghĩ là ông hay nói như vậy. Heron Shiler vỗ tay nhẹ nhẹ. Mày hành động rất tốt, Alexa. Lão nói, tao phải khen ngợi mày đấy. Tao thấy mày rất xứng đáng được nhận một phần thưởng. Vì thế, tao sẽ kể cho mày nghe tất cả. Để làm cản trở tao, MB6 đã gửi một thằng học sinh chính hiệu đến đây là thích hợp lắm. Bởi vì, mày biết không, trên thế giới này chẳng có gì làm tao ghét hơn thế. Ừ, đúng thế. Gương mặt lão chuyển sang tức giận. Ngay lúc ấy, Alex có thể nhìn thấy lửa cuồng nộ đang bùng cháy trong mắt lão. Mày, đồ rất ngạo mạn, cùng với những trường học hợm hĩnh và ưu thế ăn lê thối tha. Nhưng tao sẽ cho mày biết, tao sẽ tặng cho mày cái mà mày xứng đáng được hưởng. Lão đứng dậy bước đến chỗ Alex. 40 năm trước, tao đến đất nước này. Lão kể, tao không có tiền. Gia đình tao cóc có gì cả. Nhưng vì một tai nạn quái đản, lẽ ra tao đã được sống và được chết ở Cairo kìa. Nếu như thế thì sẽ tốt hơn cho mày. Nếu là như thế thì quá tốt rồi. Thì tao lại được đem tới đây, được một gia đình người anh dạy dỗ Họ biết ơn tao vì tao đã cứu mạng họ. Ừ, đúng thế. Và tao cũng biết ơn họ nữa. Mày không thể tưởng tượng nổi là sau đó tao cảm thấy thế nào đâu. Để ở được London, nơi mà tao cứ nghĩ là trung tâm của văn minh, để được chứng kiến sự giàu sang và để tao biết rằng tao sẽ là một thành viên của nó, thì tao phải là người Anh đối với một đứa trẻ được sinh ra tại một nơi xó tỉnh ở cairo thì đó chỉ là một giấc mộng hão huyền tao đã sớm biết được thật lão taylor nhô người về phía trước rút con dao ra khỏi chiếc ghế quăng nó cho ông green ông ta đón lấy rồi quay nó trên tay ngay khi tao đến đa trường tao đã bị chế giễu và bị ức hiếp bởi vì chiều cao của tao bởi vì nước da sậm màu của tao, bởi vì tao không thể nói tiếng Anh giỏi, bởi vì tao không phải là một trong số chúng. Bọn chúng đặt tên cho tao, Heron bốc mùi, thằng chăn dê, chú lùn. Rồi chúng nó dở những trò sỏ lá ra với tao, đinh găm trên ghế, sách bị mất cấp để xóa chữ đi, quần của tao bị xé toạc ra và treo trên cột cờ bên dưới quốc kỳ Anh. Lão say lờ chậm rãi lắc đầu. Lần đầu tiên đến đây, ta đã yêu lá cờ đó. Lão nói, nhưng chỉ vài tuần sau, ta đã trở nên ghét nó. Ở trường cũng có nhiều người bị bắt nạt kia mà. Alex bắt đầu nói, nhưng đã phải im bặt ngay khi lão say lờ tát vào mặt cậu một cách tàn nhẫn. Tao chưa nói xong. Lão say lờ nói, lão đang hít thở một cách nặng nề môi dưới của lão, chảy nước miếng. Alex hiểu rằng lão đang hồi tưởng lại quá khứ, và một lần nữa lão lại để cho quá khứ gặm nhấm mình. Ở trường đó có rất nhiều đứa bắt nạt. Lão nói, nhưng có một thằng tồi tệ nhất. Nó là một thằng nhỏ thó và hay xung xe nịnh hốt. Nhưng bố mẹ nó rất giàu và nó luôn biết cách để có thể chơi cùng với những đứa trẻ khác. Nó biết cách để nói chuyện với bọn chúng. Thậm chí sau này, với cả một nhà chính trị nữa. Ừ, đúng thế. Khi muốn nó có thể trở nên vô cùng dễ thương, ấy là khi có thầy cô giáo ở đấy. Nhưng khi thầy cô vừa quay lưng đi khỏi, thì nó nhắm vào tao. Nó thường hay tập hợp những đứa khác lại và bảo, bọn mình phải cho thằng chăn dê biết tay chúng ta hãy rúi đầu nó vào bồn cầu thằng đó có trăm phương ngàn kế để làm khổ cuộc đời tao và chưa bao giờ nó ngừng nghĩ thêm những trò chơi mới lúc nào nó cũng chọc tức và chửi rùa tao mà tao không thể làm gì được cả bởi vì nó được yêu mến còn tao chỉ là một thằng người nước ngoài mày có biết thằng đó khi lớn lên nó là ai không không nhưng tôi có cảm giác là ông sẽ kể cho tôi biết. Alex trả lời. Tao sẽ kể cho mày nghe biết. Đúng thế, thằng đó lớn lên, đã trở thành rất thủ tướng. Lão sai lờ rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng để lau mặt. Cái đầu hói của lão vã mồ hôi. Lão tiếp tục nói. Suốt đời tao hoàn toàn bị đối xử như thế. Tao trở nên thành công như thế này. Ta kiếm tiền nhiều như thế nào? tao thuê nhân công nhiều như thế nào đều chẳng hề quan trọng. Tao vẫn chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tao vẫn chỉ là Heron bốc mùi, thằng chăn dê, thằng Cairo đầu được xó chợ. Tốt thôi, cả 40 năm nay tao đã lên kế hoạch trả thù và bây giờ cuối cùng thời cơ của tao cũng đã đến. Ông Green Ông Green đi đến bức tường và nhấn nút alex thoáng hy vọng một chiếc bàn chơi pizza sẽ hiện lên trên mặt đất nhưng thay vào đó trên mỗi bức tường là một tấm ván trượt ra để lộ những màn hình tv nhìn vào một màn hình alex có thể trông thấy phòng thí nghiệm dưới mặt đất ở màn hình khác cậu bé trông thấy dây chuyền sản xuất màn hình thứ ba là bãi đáp máy bay và màn hình cuối cùng là những chiếc xe tải đang trên đường đi ra khắp nơi đều có camera gắn vào hệ thống truyền hình cáp và lão sai có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong vương quốc của mình mà chẳng cần phải ra khỏi phòng. Chẳng có gì là lạ khi Alex đã bị phát hiện dễ dàng đến như thế. Những công tắc bão đều được trang bị vũ khí và đã sẵn sàng. Ừ, mày nói đúng, Alex lạ. Mỗi chiếc máy vi tính đều có chứa một thứ mà mày có thể gọi là virus máy tính nhưng mà nếu mày thích thì đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ của tao vào ngày cá tháng tư thôi bởi vì virus mà tao đang nói tới là một loại virus đậu mùa và dĩ nhiên rồi alex nó đã được thay đổi đặc tính di truyền để lan nhanh ra hơn và mạnh hơn nhiều người sẽ chết hơn chỉ cần một muỗng của nó thôi là sẽ phá hủy được cả thành phố và những công tác bão của tao chứ nhiều hơn thế, nhiều hơn thế. Bây giờ thì nó đã được cách ly, hoàn toàn an toàn. Nhưng chiều nay, ở Viện Bảo tàng Khoa học, có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mọi trường học ở Anh đều tham dự, với bọn học trò tụ tập có những chiếc máy vi tính mới, đẹp đẽ và sáng chói. Trưa nay, khi chuôn đồng hồ điểm 12 giờ, thằng bạn cũ của tao, tên Thủ tướng, sẽ đọc một trong những bài diễn văn thiền cận đầy tự mãn và tự tự lợi của nó. Rồi nó sẽ nhấn nút. Nó nghĩ nó đang kích hoạt các máy vi tính. Theo cách này thì nó đúng. Nhấn nút tức là phóng thích virus. Và đúng 12 giờ đêm nay, học sinh Anh Quốc sẽ chẳng còn một móng. Còn thằng thủ tướng sẽ phải khóc khi nó nhớ lại cái ngày đầu tiên bắt nạt Heron Siler này. Ông điên rồi. Alex gào lên. Đêm nay ông sẽ ngồi trong nhà đá. Lão sai lời xua đổi ý nghĩ đó bằng một cái phẩy tay. Tao nghĩ là không. Trước khi mọi người biết được chuyện gì xảy ra, thì tao đã cao chạy xa bay rồi. Tao không làm chuyện này một mình đâu, Alex ạ. À. Tao có những bạn bè có thế lực. Họ đã giúp đỡ tao. Jackson Gregorovic mày lăng xăng quá nhỉ? Lão say lời ngạc nhiên khi thấy Alex biết cái tên này. Jackson đang làm việc cho những người giúp tao. Đừng có chú ý đến cái tên hay quốc tịch gì. Mày sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng trên thế giới này có nhiều quốc gia ghét ăn lê lắm đấy. Hầu hết Âu Châu, đây chỉ là mấy màn dạo đầu thôi, dù sao đi nữa. Lão vỗ tay và trở lại chiếc bàn của mình. Giờ thì mày biết được sự thật rồi. Tao vui vì đã có thể kể cho mày biết, Alice ạ. À. Mày chẳng hình dung ra được là tao ghét mày đến thế nào đâu. Thậm chí khi tao với mày chơi cái trò bia ngu ngốc đó, tao đã nghĩ rằng tao sẽ vui sướng biết bao nhiêu khi được giết mày. Mày cũng giống như những thằng trong trường tao thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Ông chẳng thay đổi thì có, Alex nói bên má của cậu bé vẫn còn bị đau rát từ lúc bị lão sai lờ đánh. Nhưng cậu đã nghe quá đủ rồi. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện ông đã từng bị bắt nạt ở trường. Nhưng có rất nhiều trẻ con bị bắt nạt mà chúng không trở thành những kẻ điên rồ. Ông sẽ thực sự buồn đấy, ông sai lờ. Ý đồ của ông sẽ không thực hiện nổi đâu. Tôi sẽ nói với em y 6 về tất cả những gì tôi biết Họ đang đợi ông ở viện bảo tàng khoa học đấy. Họ cũng đang chờ đợi những người mặc áo khoác trắng nữa. Lão sai là cười khanh khách. Bỏ quá cho tao khi tao không tin mày nhé. Lão nói. Gương mặt lão đột nhiên đanh lại. Có lẽ mày quên rằng tao đã cảnh cáo mày là không được nói dối kia mà. Ông Green tiến lên trước một bước, quăng con dao lên cao để lưỡi dao rơi xuống lòng bàn tay của ông ta. Tao muốn nhìn thấy mày chết. Lão sai lờ nói. Thật không may, tao lại có cuộc gặp cấp bách ở London. Lão quay sang ông Green. Ông hãy đi đến chỗ trực thăng với tôi. Sau đó thì trở lại đây để giết thằng nhãi này. Làm từ từ thôi. Phải làm cho nó thật đau đớn. Chúng ta vẫn còn một ít virus đậu mùa dành cho nó. Nhưng tôi chắc rằng ông sẽ nghĩ ra được một cách nào đó sáng tạo hơn. Lão đi đến cửa ra vào, bỗng dừng lại và nhìn thẳng vào Alex nói. Tạm biệt Alex, biết mày chẳng thú vị gì, nhưng cái chết của mày thì thú vị lắm. Và nhớ này, mày sẽ chỉ là người đầu tiên. Cánh cửa đung đưa rồi đóng lại, tay bị còng vào ghế. Alex bỏ lại một mình cùng với con sứa đang yên lặng chua lành bệnh trong cái bể thủy tinh phía đằng sau. Alex đã đầu hàng việc cố gắng thoát khỏi cái ghế. Cổ tay của cậu bé bị thâm tím và chỗ bị chiếc còng cấn vào đã rưu máu. Chiếc còng thiết rất chặt. Đã quá 30 phút rồi, nhưng ông Green vẫn chưa quay trở lại. Alex cố gắng để lấy ra tuyếp kem trị mụn mà ông Schmeider đã đưa cho mình. Cậu bé biết rằng nó sẽ ăn thủng còng tay chỉ trong vài giây. Và điều tệ hại nhất là cậu có thể cảm nhận được nó ở nơi cậu đã nhét nó vào trong cái túi vải đã cài phải mơ tuya của chiếc quần chiến. Thế nhưng những ngón tay của cậu lại cách xa nó đến vài cm. Vì vậy, cậu bé cứ cố gắng như thể sẽ với được tới nó. Điều này làm cậu phát điên. Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng cất cánh, Alex hiểu rằng lão Heron Schuyler đang trên đường đến London. Cậu bé vẫn còn cảm thấy choáng váng từ những gì đã được nghe tên triệu phú là kẻ hoàn toàn mất trí. Những gì lão đang thực hiện thật không thể tin được. Vụ giết người hàng loạt, hủy hoại tất cả các thế hệ của Anh quốc sẽ diễn ra. Alex cố gắng hình dung điều đó có thể xảy đến. Mười ngàn trẻ em đi học đang ngồi trong lớp, tụ tập qua những chiếc công tắc bão mới toanh. Tất cả đều náo nức chờ đợi giây phút. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, ngày thủ tướng nhấn nút đưa các em lên mạng. Nhưng thay vào đó là một tiếng kêu xì xì, một đám mây nhỏ đem theo căn bệnh đậu mùa chết chóc thoát ra, lan tỏa trong căn phòng đang có nhiều người hiện diện. Một lúc sau, trên toàn cõi, bắt đầu có người chết. Alex không thể ngừng ý nghĩ này lại được. Kinh khủng quá. Điều này sẽ diễn ra chỉ trong vài giờ nữa. Và cậu bé chính là người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện này vậy mà hiện thời cậu lại phải ngồi đây bị trói và không thể cử động được cánh cửa phòng bật mở alex xoay người lại nghĩ rằng sẽ thấy ông green nhưng hóa ra lại là cô nadia vol đang hối hả chạy vào cô ta đóng cánh cửa phía sau lưng lại khuôn mặt tròn tái xanh của cô ta có vẻ rất xúc động đôi mắt của cô ta đằng sau cặp mắt kính chứa đầy nỗi sợ hãi cô ta đến bên cậu bé Alice! cô muốn gì? Alex cô đẩy chiếc ghế ra xa người phụ nữ khi cô ta trồm người về phía cậu. Nhưng một tiếng cạch vang lên khiến cậu bé ngạc nhiên. Đôi tay của cậu đã hoàn toàn được giải phóng. Cô vô lờ đã mở khóa cổng cho cậu. Alex đứng lên, thắc mắc không biết chuyện tiếp theo sẽ xảy đến là gì. Nghe tôi này, cô vô lờ lên tiếng. Nhưng lời nói vội vã dịu dàng thoát ra từ đôi môi bôi son vàng của cô ta. Chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi có mặt ở đây là để giúp cháu. Tôi làm việc với bác của cháu, ông Ryder. Alice ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào người phụ nữ. Tôi và cháu của một phe. Nhưng có ai nói với cháu đâu. Cháu không biết thì tốt hơn. Nhưng mà... Alice trở nên bối rối cháu thấy cô đi đón chiếc tàu ngầm, cô biết những gì ông say lờ đang tiến hành. tôi không thể làm gì được, nhưng sau đó thì không như thế. tôi khó giải thích cho cháu hiểu. chúng ta không có thời gian để tranh luận đâu. cháu có muốn ngăn ông ta lại hay không nào? cháu cần một cái điện thoại. điện thoại trong nhà này đều đã bị khóa bằng mật mã hết rồi, cháu không thể sử dụng chúng được đâu nhưng trong văn phòng tôi có một chiếc điện thoại di động đấy vậy chúng ta cùng đi đi alice vẫn còn nghi ngờ nếu cô nadia vô lờ biết nhiều như vậy tại sao trước đây cô ta không cố gắng ngăn ông say lờ lại nhưng dù sao đi nữa chính cô ta là người vừa giải thoát cho cậu trong khi ông Green có thể trở lại bất cứ lúc nào cậu bé không có lựa chọn nào khác phải tin vào cô vô lờ cậu đi theo cô ta ra khỏi phòng quẹo vào một góc nhà bước lên đầu cầu thang thì đụng phải một bức tượng phụ nữ khỏa thân là tượng một nữ thần hy lạp nào đó đặt ở một góc cô vô lời dừng lại một lát đặt bàn tay lên tay bức tượng alex hỏi có chuyện gì vậy tôi thấy chóng mặt quá cháu cứ đi đi cửa đầu tiên bên trái ấy alex đi ngang qua người phụ nữ cứ bước theo lối đi. Liếc nhìn lại, cậu bé thấy cô vô lờ kéo tay bức tượng xuống. Cánh tay chuyển động, một đòn bẩy. Ngay lúc đó, cậu hiểu ra là mình đã bị lừa, nhưng đã muộn rồi. Cậu kêu thét lên, khi cảm nhận nền nhà dưới chân mình bỗng chuyển động theo một trục đứng để che khuất. Alice cố gắng để mình không bị ngã, nhưng không thể làm gì được. Cậu bé ngã bổ nhào xuống đất, và trượt theo sàn nhà vào một cái đường hầm hình xoắn ruột gà làm bằng nhựa cứng màu đen bên dưới đang khi rơi alice nghe thấy tiếng cười đắc thắng của cô nadia vô lờ và giữa lúc bị trượt đi như thế cậu bé đã chơi với cú tìm kiếm một cái gì đó để bấu víu vào cậu không biết cuối cùng mình sẽ rơi vào đâu năm giây sau cậu như hiểu ra cái ống trượt phun cậu ra ngoài Alex rơi trong không trung và rơi tõm xuống là nước lạnh buốt. Cậu bé không nhìn thấy gì cả, cứ quạt tay để hít lấy không khí, rồi cậu cũng nổi lên được trên mặt nước và nhận thấy mình đang ở trong cái bể thủy tinh khổng lồ đầy nước và đá. Đó là điều cậu đã hiểu ra. Trong sự kinh hoàng, cậu đã nhận ra một cách chính xác mình đang ở đâu. Cô vô lỡ đã đẩy Alex vào cái bể có con sứ khổng lồ con sứa bồ đào nha của lão Heron Shiler. Đúng là một phép màu khi cậu bé đã không rơi trúng vào con quái vật ấy. Cậu nhìn thấy nó đang ở góc bề phía xa kia. Những cái xúc tu khủng khiếp càng hàng trăm gai chích đang lượn lờ và cuộn tròn trong nước. Không có một vật chắn nào giữa cậu và nó cả. Alice cố đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu. Cậu thầm ra lệnh cho mình phải giữ bình tĩnh Cậu bé hiểu rằng nếu cứ dãy dụa trong nước thì sẽ chỉ tạo thành những luồng nước đưa cái sinh vật kia đến nhanh với mình mà thôi. Con sứa không có mắt. Nó không hề biết là cậu đang ở đó. Nó sẽ không, không thể tấn công cậu. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng sẽ đến với cậu thôi. Chiếc bè thật khổng lồ. Chỉ ít nó cũng phải sâu đến 4 mét rưỡi, dài cỡ 6 hay 9 mét tấm vách kính vượt lên trên mặt nước xa khỏi tầm với của cậu cậu bé không có cách gì để có thể trèo ra ngoài được nhìn xuống dưới xuyên qua làn nước cậu nhìn thấy ánh sáng alex nhận ra là mình đang nhìn vào một căn phòng mà mình vừa rời khỏi là văn phòng riêng của lão heron sailor có cái gì đó đang chuyển động qua lớp nước dập dềnh mọi thứ trở nên mờ mờ và biến dạng chính là cánh cửa phòng vừa được mở ra. Hai nhân vật bước vào. Cậu bé có thể rõ ràng nhận ra họ. Chính là Vô Voller và ông Green. Họ đang cùng đứng trước cái bè. Lờ đang cầm một vật trong tay, nhìn giống như một chiếc điện thoại di động. Tao hy vọng rằng mày có thể nghe tiếng tao nói, Alice giọng nói của người phụ nữ đức vang lên trên hệ thống loa phát thanh đặt đâu đó trên đầu cậu bé tao chắc chắn rằng mày đã thấy ngay là chẳng có đường nào thoát ra được khỏi bể chứa mày có thể bơi đứng chắc là được một giờ cũng có thể là hai giờ những kẻ khác đã chịu đựng được lâu hơn kỷ lục là bao nhiêu ấy nhỉ ông Green. ăn rưỡi năm tiếng rưỡi đúng rồi nhưng mày sẽ chóng mệt thôi, Alexa. À. Mày sẽ bị chết chìm. Hoặc nhanh hơn là mày sẽ trôi giặt vào vòng tay của bạn chúng tao. Mày có nhìn thấy nó không? Đó không phải là một cái ôm được mong đợi. Nó sẽ giết giết mày. Nỗi đau đớn đó, tao nghĩ là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của một đứa trẻ. Thật đáng thương cho Alex Ryder, kẻ đã bị MI6 gửi đến đây bọn chúng sẽ được không còn được nhìn thấy mày nữa giọng nói biến mất alice đạp chân cố giữ cho cái đầu luôn ở trên mặt nước mắt cậu đổ dồn vào con sứa ở bên kia lớp kính lại có sự chuyển động lờ mờ ông green đã rời khỏi phòng nhưng cô vô lờ vẫn còn ở lại hẳn cô ta muốn được tận mắt chứng kiến cái chết của cậu bé alice ngước nhìn lên cái bể được chiếu sáng nhờ một loạt đèn neon phía bên trên nhưng chúng quá cao không thể với tới được ở bên dưới cậu bé nghe thấy một âm thanh lạch cạch ù ù đang nhẹ nhàng lướt tới ngay lập tức cậu nhận ra một vật đang chuyển động chính là con sứa đang tiến dần về phía cậu alice có thể nhìn thấy một vật hình nón trong mờ có chóp nhọn màu tím sẫm đang lừng lững ở trước mặt bên dưới sinh vật ấy những xúc tu đang khiêu vũ một cách chậm rãi alice nuốt phải một ngụm nước cậu bé nhận ra mình đang há hốc mồm để kêu thét lên vô lờ hẳn đã cho khởi động một luồng nước nhân tạo chính cái đó đã khiến con sứ di chuyển alice vùng vẫy đạp chân liên tục cố gắng tránh xa con quái vật đến độ lưng cậu bé cũng nổi lên trên mặt nước một cái xúc tu bỗng đưa lên đụng phải bàn chân cậu. Nếu Alex không mang giày thì đã bị trích rồi. Liệu những cái gai trích này có thể đâm thủng quần áo cậu không? Gần như là chắc chắn. Đôi giày là thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu bé. Cậu bé bơi đến một góc bể thủy tinh, dừng lại ở đó. Một tay cậu chống vào tấm kính. Cậu hiểu rằng những gì cô vô lờ nói đều là sự thật. Nếu con sứa không hạ gục cậu thì chính sự mệt mỏi sẽ làm điều đó cậu bé phải chiến đấu từng giây để có thể nổi trên mặt nước trong khi mối đe dọa kia lại đang rút dần sinh lực của cậu tấm kính cậu đập vào nó cậu không biết là mình có thể đập vỡ được nó ra không chắc là có cách alice kiểm tra khoảng cách giữa cậu và con sứa cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy bể cậu bé có thể thấy cô Nadia vua lờ đang chăm chú nhìn mình. Mặc dù với cậu, cô ta chỉ là một cái bóng mờ mờ. Nhưng với cô ta thì hình ảnh cậu rõ mồn một, một. Cô ta không hề di chuyển. Alex tuyệt vọng nhận ra rằng cô ta đã chờ đợi cậu làm chuyện này. Cậu bé bơi đến chỗ mấy tảng đá, tìm kiếm một hòn đá đủ to có thể đem được lên mặt nước. Nhưng đá quá nặng. Cậu tìm thấy một hòn đá to bằng cái đầu của mình, nhưng nó lại chẳng chịu nhúc nhích. Cô vô lờ cũng chẳng thèm cản trở cậu. Cô ta thừa biết là những tảng đá đó được đúc thành một khối. Alice đang từ từ hết hơi. Cậu xoay người dậy và trồi lên mặt nước. Vào giây phút cuối cùng ấy, cậu trông thấy con sứa đang trôi bên trên mình. Cậu bé thét lên, bọt nước thoát ra hết khỏi miệng những cái xúc tu đang ở ngay trên đầu cậu alex lại xoay người tìm cách lặn xuống dưới hua chân tán loạn để đẩy thân người sang một bên một bên vai của cậu bỗng va phải một trong những tảng đá gần nhất cậu cảm nhận được nỗi đau đớn đang lan tỏa khắp người một tay ôm lấy bà vai cậu bé lướt sang một góc khác rồi trồi lên hồn hển thở khi cái đầu vừa ngóc được lên mặt nước alice không thể đập bể tấm kính cậu cũng chẳng thể treo ra ngoài và cậu cũng không thể tránh và va chạm với con sữa mãi được mặc dù có trong tay toàn bộ những đồ dùng cải tiến của ông smider đưa cho nhưng không có một thứ nào có thể giúp cậu trong tình thế hiện tại bất chợt alice nhớ đến tuyết kem chị mụn cậu bỏ tay khỏi bả vai lướt ngón tay dọc theo cạnh của bể chứa bể chứa ấy là một công trình tuyệt vời alex không quan tâm đến khả năng chịu đựng được áp lực nước của tấm kính khổng lồ ấy cái mà cậu chú ý chính là toàn bộ bể chứa được giữ cố định trong một khung sắt lắp vừa khít chung quanh tất cả các góc cả bên trong và bên ngoài tấm kính các cạnh của khung sắt cũng được gắn kết với nhau bằng một loạt đinh tán vừa bơi đứng cậu bé vừa mở phẹp mắt tuya túi quần lấy ra một ống tuyếp đó chính là tuyết kem trị mụn, làm da rẻ khỏe mạnh hơn. Nếu cô Nadia vô lờ nhìn thấy những gì Alex đang làm, hẳn cô ta sẽ cho rằng cậu bé đã hóa điên. Con sứa đang lướt tới bức tường phía cuối bể cá. Alex chờ đợi trong giây lát rồi bơi lên phía trước và lặn ngay xuống. Xem ra không có nhiều kem để chết lên khung sắt dày cộp, lại còn phải chết theo chiều dài của bể nuôi nữa chứ alex bỗng nhớ lại những gì ông spider đã làm để chứng minh cho cậu thấy ông ấy chỉ dùng có một chút xíu kem thôi không biết kem có tác dụng dưới nước không nhỉ giờ thì chẳng còn gì để mất nữa cậu phải thử thôi alex đặt ống tuyếp lên một góc kim loại phía mặt trước của bể chứa rồi cố hết sức bóp kem thành một đường dọc theo chiều dài khung kim loại đồng thời dùng tay kia chùi kem lên các đinh tán Alex đạp chân, lướt người sang phía khác. Cậu bé không biết là bao lâu sau kem mới có tác dụng. Dù sao đi nữa, cô Nadia vô lờ cũng đã lờ mờ đoán ra sự việc. Alex trông thấy cô ta đứng dậy, nói gì đó vào điện thoại di động, chắc là nhờ giúp đỡ. Cậu bé đã dùng hết một nửa kem trong ống tuyếp cho một bên của bề chứa. Rồi cậu bé dùng nốt chỗ kem còn lại cho mặt bên kia con sứa đang luyện lờ bên trên cậu những xúc tu của nó đang vươn ra như thể muốn túm lấy cậu bé ngăn cậu lại alex đã ở dưới nước bao lâu rồi tim của cậu đang bị bóp lại điều gì sẽ xảy ra khi kim loại bị phân hủy cậu bé chỉ đủ thời gian để hít một hơi nước khi kịp hiểu điều đó mặc dù ở dưới nước nhưng kem vẫn nung chảy được những tấm đinh tán ở bên trong bể chứa tấm kính bắt đầu bung ra khỏi khung sắt. Không có gì giữ nó lại cả. Áp lực khổng lồ của nước xô nó ra giống như cánh cửa ra vào bị gió đập vậy. Alex không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu bé không có thời gian để suy nghĩ. Cả thế giới như đảo lộn. Cậu bị ném về phía trước. Lênh đênh như một nút bấc ở giữa thác. Vài giây sau là cơn ác mộng của xoáy nước hung bạo xen lẫn những mảnh kính vỡ alex không dám mở mắt cậu cảm thấy mình bị hất mạnh về phía trước va phải một vật gì đó rồi bật trở lại phía sau cậu bé đoan chắc rằng mọi xương cốt trong người mình đã bị gãy hết bây giờ cậu đang ở dưới nước cậu vùng vẫy để tìm không khí cậu có ngoi đầu lên khỏi mặt nước dù cho đúng là như thế thì cuối cùng trong lúc mở miệng ra để lấy không khí cậu bé thực sự ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn có thể thở được bình thường. Bề mặt trước của bề chứa đã bị cuốn trôi, cả 4.500 lít nước đã đổ xuống như thác trong văn phòng của lão Heron Steiler. Nước đập vỡ mọi đồ đạc trong phòng, làm bay cả những cánh cửa sổ. Nước tiếp tục chảy ào ào qua những ô cửa sổ trống toành trống toang. Trong trạng thái ê ẩm và choáng váng, Alex đứng dậy nước đang chảy thành dòng quanh mắt cá chân của cậu bé. Con sứa đâu rồi nhỉ? Cậu đã gặp may. Cả cậu và con sứa không hề vướng vào nhau khi nước đổ ập vào ra ngoài. Nhưng nó vẫn còn ở gần cậu. Văn phòng của lão say lờ vẫn còn đủ nước để nó có thể bơi đến cậu. Alex lùi vào một góc phòng. Cả người cậu bé căng ra, cậu đã nhìn thấy nó. Cô Nadia vô lờ không được may mắn như cậu khi những khung sắt bị phân hủy cô ta vẫn còn đứng trước tâm kính cô ta không có đủ thời gian để tránh đường hiện giờ cô vô lờ đang nằm ngửa trên mặt nước đôi chân mềm nhũn vì bị gãy con sứa bồ đào nha đang nằm bên trên cô ta hình như cô ta đang nhìn chừng chừng vào Alice, xuyên qua con sứa đang run lẩy bẩy đôi môi vàng há hốc trong tiếng thét vô tận những xúc tu đang cuốn quanh người cô ta hàng trăm Hàng trăm gai chích bám chặt lấy đôi tay, đôi chân và cả trên ngực cô ta. Cảm thấy buồn nôn, Alice rồi la đến cửa phòng và lảo đảo bước ra hành lang. Còi báo động vang lên, giờ thì cậu có thể nghe thấy âm thanh của nó khi thính lực lẫn thị lực đã trở lại với cậu. Tiếng hú của còi báo động khiến cậu bé thoát khỏi tình trạng mê mẩn. Mấy giờ rồi nhỉ? Gần 11 giờ. Ít ra là đồng hồ của cậu vẫn còn hoạt động. Nhưng hiện thời cậu bé đang ở Cornwall, lái xe về London cũng phải mất ít nhất là 5 tiếng đồng hồ. Lại còn những tiếng còi báo động, những tên bảo vệ được trang bị vũ khí và những hàng rào có trăng thép gai nữa chứ. Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được cái nhà máy liên hợp này. Tìm điện thoại ư? Không được. Chắc chắn cô Vô Lờ đã nói rất thật rằng điện thoại đã bị khóa bằng bất cứ giá nào, cậu bé cũng phải liên lạc cho được với ông Alan Plun hoặc bà John trong thời khắc cuối này. Nhưng bằng cách nào đây? Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa. Ở bên ngoài, ngoài tiếng còi báo động ầm Mỹ, Alex còn nghe thấy một âm thanh khác. Đó là tiếng phành phạch và ầm ầm của cánh quạt. Alex chạy đến ô cửa sổ gần nhất, nhìn ra ngoài. Máy bay chở hàng đang đậu ở đó, nó chuẩn bị bay lên khi cậu bé chờ đến bên cửa sổ. Cả người Alex đang ướt nhẹp nhẹp, đầy thương tích và kiệt sức. Nhưng cậu biết mình phải làm gì. Cậu bé quay người lại, bắt đầu chạy. 11 giờ. Alex vụt chạy ra khỏi nhà và dừng lại giữa không gian thoáng đãng để kiểm tra lại vật dụng của mình. Cậu bé nhận ra tiếng còi báo động. Toán bảo vệ đang chạy lại phía mình. Hai chiếc xe hơi vẫn còn ở khoảng cách khá xa đang lên ga Chạy lại phía ngôi nhà Cậu bé hy vọng rằng mặc dù mọi chuyện đang diễn ra như thế Nhưng mọi thứ sẽ khác đi Vẫn chưa ai biết được điều gì đang xảy ra Không phải là họ đang tìm kiếm cậu Ít ra là vẫn chưa tìm Có lẽ đây là cơ hội của cậu bé Dường như Alex đã đến trễ Máy bay riêng của lão say là vừa mới cất cánh chỉ duy chiếc máy bay chở hàng là còn đậu ở đó. Nếu Alice muốn đến viện bảo tàng khoa học ở London trong 59 phút, thì cậu phải leo lên nó. Nhưng chiếc máy bay này đang khởi động, chậm chậm lăn bắn thoát khỏi khỏi vệt chèn. Sau một hay hai phút kiểm tra nữa, trước khi bay, nó sẽ cất cánh. Alice nhìn quanh và trông thấy một chiếc xe jeep quân sự mui trần đậu gần cửa ra vào trước nhà một tên bảo vệ đang đứng gần đấy. Hắn vừa vứt một mẩu thuốc lá, vừa nhìn quanh để xem chuyện gì xảy ra. Và mắt hướng vào nơi phát ra tiếng chuông bão động. Hay lắm. Alex chạy hết tốc lực qua con đường trải sỏi. Cậu bé rời khỏi nhà với một vũ khí trên tay. Đó là một trong những khẩu súng phóng lao của lão lờ Nó đã trôi đến bên cậu ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng. Và cậu đã chụp lấy nó quyết định dùng khẩu súng ấy để tự vệ. Ngay bây giờ, Alex đã có thể dễ dàng bắn tên bảo vệ, nhưng cậu biết rằng mình không được làm như thế. Dù ông Alan Plun và MI6 có đẩy cậu vào tình huống nào, cậu vẫn không đủ lạnh lùng để bắn. Không bắn, dù là vì đất nước mình, không bắn, dù là để bảo vệ mạng sống của chính mình. Khi Alex đến gần, gã bảo vệ mới ngước lên gã lần tay tính rút khẩu súng lục ra khỏi bao ở thắt lưng. Nhưng gã chẳng bao giờ có thể thực hiện được điều ấy. Alex đã dùng báng súng nện vào gã một cách thật mạnh, ngay bên dưới cằm. Gã bảo vệ gục ngay xuống, khẩu súng lục rời khỏi tay. Alex chộp lấy nó rồi nhảy phóc lên xe jeep. Vui mừng khi nhìn thấy chùm chìa khóa vẫn còn đang gắn vào bộ phận khởi động. Alex bật khóa và nghe thấy tiếng máy nổ giòn cậu bé biết lái đây là một bài học khác mà bác lan đã bắt cậu học khi chân cậu đủ dài có thể với tới bàn đạp những chiếc xe hơi khác đang ở rất gần hẳn chúng đã nhìn thấy cậu tấn công tay bảo vệ trong lúc đó chiếc máy bay, bay đang xoay tròn bắt đầu trượt trên đường băng alex sẽ không kịp chạy đến nó có lẽ đó chính là mối nguy hiểm đang đổ dồn vào ý thức của cậu bé từ mọi các giác quan so với mọi tình huống nguy hiểm trước đây cậu phải đương đầu. Có lẽ đây là cuộc tàu thoát gây go nhất của cậu. Nhưng Alex thậm chí không nghĩ đến điều đó. Cậu tự biết mình phải làm gì. Như thể trước đây cậu đã thực hiện điều đó cả chục lần. Hình như chương trình huấn luyện cậu đã có hiệu quả hơn cậu nghĩ. Cậu bé lần tay vào túi, lấy ra cái yo yo mà ông Schmeider đã cho. Trên thắt lưng cậu đang đeo có một cái khuy kim loại. Cậu bé gắn cái yo, yo vào đó, cảm thấy nó ăn khớp vào nhau, giống như chiếc khuy được thiết kế là để dành cho cái yo, -yo vậy. Sau đó, Alex cuốn đoạn cuối của sợi dây ni lông quanh cây lao móc. Cuối cùng, cậu bé dắt khẩu súng lục đã lấy của tên bảo vệ và lưng quần. Cậu đã sẵn sàng. Chiếc máy bay đang hướng về phía đường băng, cánh quạt của nó đã quay đủ vận tốc. Alex sang số một, nhả phanh, phóng chiếc xe tới phía trước, lao khỏi con đường chính và lao vùn vụt qua cỏ, hướng ra bãi đáp. Cùng lúc đó có tiếng súng máy bắn ra. Cậu bé ghi chặt tay lái, cố lách khi kính chiếu hậu bị bể tung. Một loạt đặt bay thẳng vào cửa và va vào kính chắn gió. Hai chiếc xe hơi mà cậu vừa nãy trông thấy đã ra tới đường chính và đang đuổi theo cậu. Mỗi xe đều có một tên bảo vệ ngồi ở băng ghế sau. Bọn họ nhòi người ra khỏi xe, thi nhau bắn vào cậu bé. Mỗi lúc họ một tiếng gần hơn. Alex cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng đã quá trễ. Hai chiếc xe hơi đã đuổi kịp cậu. Vào giây phút kinh khủng đó, cậu bé nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai chiếc xe hơi, mỗi chiếc ở một bên. Cậu chỉ cách hai tên bảo vệ có vài cm Nhìn bên trái, bên phải, cậu có thể nhìn thấy được hai nòng súng máy đang chĩa vào mình. Chỉ còn một cách thôi. Cậu bé đạp thắng, đồng thời cúi người xuống. Chiếc xe dép đứng sựng lại trong khi hai chiếc xe hơi vẫn chạy và vụt qua. Có tiếng súng máy nổ cùng lúc. Alex nhìn lên. Hai tên bảo vệ đã cùng lúc bóp cò súng. Bọn họ đều nhắm vào cậu, nhưng khi chiếc xe jeep đột ngột thoát khỏi tầm ngắm, họ đã bắn phải nhau. Một tiếng thét cất lên, một chiếc xe hơi lạc tay lái, đâm sầm vào một cái cây, cây, trở thành một đống sắt dung gió. Chiếc xe kia rít lên một hồi, sau đó quay lại chờ cậu bé. Một lần nữa, Alex lại sang số một và phóng đi. Chiếc máy bay đâu rồi? Cậu bé rên rỉ và thấy nó vẫn còn lăn bắn trên đường băng. Mặc dù vẫn còn quay chậm, nhưng cánh quạt đã đạt đủ vận tốc Chiếc xe Alex đang lái như muốn sới tung cả mặt đường nhựa, nó lao tới. Chân cậu bé nhấn xuống bàn đạp ga như muốn lún xuống sàn xe. Chiếc xe Jeep gần như đang lên tới vận tốc 70 dặm một giờ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trước mặt cậu bé, con đường đã bị chặn. Trên đường băng đã có thêm hai chiếc xe hơi nữa. Mấy tên bảo vệ đưa những khẩu súng máy lên ngắm. Nửa thân người của họ nhòi ra ngoài cửa xe, họ sẽ có một cú bắn hoàn hảo không có gì có thể ngăn họ bắn cậu bé ngoại trừ cậu bé đột ngột xoay tay lái và thét lên khi chiếc xe jeep lao tới đường băng ở đằng sau chiếc máy bay bây giờ chiếc máy bay đang ở giữa alex và những chiếc xe hơi đang chờ tới cậu bé an toàn rồi nhưng sự an toàn đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh Alex thấy bánh trước của nó đã nhấc khỏi đường băng. Cậu nhìn vào chiếc kính chiếu hậu thứ hai. Chiếc xe hơi đuổi theo cậu, từ nhà bám theo sắt nút. Cậu bé cùng đường rồi. Một chiếc xe hơi ở đằng sau cậu, thêm hai chiếc xe hơi ở phía trước. Giờ thì chiếc máy bay đang nâng mình lên. Các bánh sau của nó nhấc bổng khỏi mặt đất. Những tên bảo vệ đưa súng lên ngắm. Mọi thứ đang ở vận tốc 70 dặm một giờ. Alex để chiếc xe chạy tự động chộp lấy khẩu súng phóng lao rồi bắn. Cái yo, yo gắn với thắt lưng cậu bé cũng trượt theo. Sợi dây ni lông được thiết kế đặc biệt có thể nâng vật lên cao 27 mét rưỡi. Đầu nhọn của cây lao móc gắm thẳng vào bụng chiếc bay bay. Alex cảm thấy mình bị kéo giật đi khi cậu bị sợi dây ni lông lôi ra khỏi chiếc xe jeep. Vài giây sau, cả thân hình cậu đung đưa bên dưới chiếc máy bay. bay cách bãi đáp khoảng 36 đến 45 mét. Chiếc xe jeep chạy lệch hướng, không còn ai điều khiển. Hai chiếc xe hơi phía trước đang cố gắng tránh nó, nhưng không thành công. Cả ba cùng tông vào nhau. Có tiếng nổ lớn. Một quả cầu lửa kèm theo đám khói xám bốc lên, bám theo alice như muốn cố gắng tóm lấy cậu bé. Một lát sau lại có tiếng nổ nữa. Chiếc xe hơi thứ ba đã chạy quá tốc lực nó lao thẳng vào đám cháy, bị hất tung lên trong không trung. Cứ thế bay đi, cuối cùng nóc xe trượt trên đường băng trước khi toàn bộ chiếc xe nổ tung. Alex nhìn thấy cảnh tượng này như một dấu chấm. Cậu bé bị treo bên dưới máy bay bởi một sợi dây trắng mỏng đưa qua đưa lại, rồi xoay tròn khi cậu được nhấc lên xa khỏi mặt đất. Gió thốc vào người cậu, đập liên tục vào mặt, làm cậu điếc cả tai, thậm chí alice không còn nghe được tiếng cánh quạt nữa mặc dù nó đang ở ngay trên đầu cậu chiếc thắt lưng cấn mạnh vào hông khiến cậu bé hít thở một cách khó khăn alice vội lần tay trên cái jojo để tìm nút điều khiển chỉ có một cái nút duy nhất alice nhấn vào nó thế là động cơ tí hon nhưng rất mạnh ở bên trong cái jojo bắt đầu hoạt động món đồ chơi này kéo sợi dây lại kéo theo cả thắt lưng của cậu bé cậu bé đã bắn cây lao móc chính xác phía sau máy bay có một ô cửa khi đã đủ gần để có thể bám vào cần gạt cậu tắt động cơ bên trong cái JoJo Alice không biết ai đang lái máy bay và mình đang bay đi đâu hẳn viên phi công đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra trên đường băng nhưng hắn không thể nghe thấy tiếng của cây lao móc hắn không thể biết là mình vừa có thêm một hành khách mở cánh cửa khó hơn là alex nghĩ cậu bé vẫn còn ở bên dưới chiếc máy bay mỗi khi sắp với tới cái cần gạt thì gió lại thổi thốc cậu giặt ra sau một luồng gió tạt vào mắt khiến cậu bé không còn nhìn thấy gì nữa đã hai lần các ngón tay của cậu chạm được vào cái cần gạt bằng kim loại ấy nhưng lại bị đẩy ra xa trước khi cậu có thể hoàn toàn bám vào nó Lần thứ ba, cậu bé đã xoay sở nắm được khá chắc và cần gạt. Cậu đã phải dùng hết sức mới có thể kéo nó xuống. Cánh cửa mở ra và Alex leo vào trong khoang. Ở giây phút cuối cùng, cậu bỗng nhìn xuống. Bãi đáp bên dưới cách cậu những 300 mét. Hai đám lửa vẫn đang cháy, nhưng ở khoảng cách này, chúng trông không khác những đầu que diêm. Alex tháo cái yoyo -yo ra, tự giải thoát cho mình sau đó, cậu lần tay tới lưng quần, rút ra khẩu súng. Chiếc máy bay hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ hai món đồ. Alex đang ngờ ngợ nhận ra chỉ là một gã phi công đang ngồi ở bàn điều khiển. Hắn có một cái gì đó diễn ra trên màn hình thông báo cho hắn biết rằng cửa sau đã bị mở, bởi vì đột nhiên hắn xoay người lại. Alex nhận ra mình đang đối mặt với ông Green. Ai ấy ai? Cái gì thế này? Alex đưa súng lên. Cậu không biết là mình có đủ dũng khí để sử dụng nó không. Nhưng cậu sẽ không để cho ông Green biết điều đó. Được rồi, ông Green. Cậu bé lớn giọng, át cả tiếng cánh quạt và tiếng rít của gió. Ông không cần phải nói. Ông chỉ cần nghe là đủ. Tôi muốn ông lái chiếc máy bay này đến London. Chúng ta sẽ đến Viện Bảo tàng Khoa học ở phía nam khu Kensington và phải đến đó ít hơn một tiếng. Nếu ông đang có ý định lừa tôi, thì tôi sẽ tặng cho ông một viên đạn đấy. Ông hiểu chưa? Ông Green không nói gì. Alex bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào sàn máy bay, ngay sát bên cạnh bàn chân ông Green. Ông Green nhìn chầm chầm vào Alex, sau đó chậm rãi gật đầu. Ông ta với cần điều khiển và chuyển hướng chiếc máy bay, bay thoáng hạ xuống rồi quay đầu bay thẳng về hướng Bắc. 12 giờ, London hiện ra. Những đám mây đột nhiên trôi giặt lại phía sau. Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng trói lọi xuống toàn thành phố. Kia là nhà máy điện của hạt Battersea đang đứng một cách kiêu hãnh cùng bốn ống khói to đùng vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù hầu như toàn bộ phần nóc đã bị mục nát theo năm tháng, Đằng sau nhà máy, công viên Battersea hiện ra như một ô vuông phủ đầy cây cối cùng những bụi rậm xanh rần. Công viên chính là khu vực cuối cùng còn chống lại việc mở rộng thành phố. Ở phía xa, vòng quay thiên niên kỳ được đặt ở trên cao hiện ra như một đồng bạc sáng chói, trông rất cân xứng với vành bánh xe của nó. Cả London đều cúi mình trước vòng quay thiên niên kỳ. Những ngọn tháp cung cấp hơi đốt cùng những khu nhà khối, hàng dãy vô tận những cửa hiệu, nhà ở, đường phố, những tuyến đường ray, những cây cầu nối giữa hai bờ, bị ngăn cách nhau bởi một dải bạc sáng lóng lánh nằm ngay giữa phong cảnh đó, chính là con sông Thames. Alice ngắm tất cả những cảnh này qua không cửa ra vào mở trên máy bay, mà lòng rối như tơ vò. 50 phút trôi qua, Cậu bé cứ miên man suy nghĩ về những điều mình sẽ phải làm. Đã 50 phút trôi qua, kể từ thời điểm chiếc máy bay, kêu o o trên bầu trời xứ Conwell, qua hạt Devon, hạt Somerset, rồi đồng bằng Salisbury trước khi qua dãy núi North Downs, thị trấn Windsor, rồi đến London. Khi vào được máy bay rồi, cậu đã định dùng sóng vô tuyến để gọi cho cảnh sát hoặc bất cứ ai có thể nghe thấy cậu nói. Nhưng lúc nhìn thấy ông Green đang điều khiển máy bay, cậu đổi ngay quyết định. Cậu bé nhớ lại người đàn ông này đã nhanh tay như thế nào khi cậu chạm chán với ông ta ở ngoài phòng ngủ. Cậu biết rằng mình chỉ có thể an toàn ở khoang chứa hàng khi ông Green còn bị buộc phải ngồi dính trên cái ghế phi công ở khoang trước của máy bay. Cậu bé không dám lại gần hơn thậm chí là với khẩu súng lục rất nguy hiểm này. Alex cũng đang nghĩ đến việc ra lệnh cho ông Green hạ cánh xuống sân bay Heathrow. Chiếc radio đã bắt đầu phát ra tiếng ồn khi họ vào đến không phận của London, nhưng nó đã ngừng kêu khi bị ông Green tắt máy. Và chiếc radio cũng chẳng cần phải hoạt động. Lúc họ bay về đến phi trường, hạ cánh xuống và vào phòng chờ thì cũng đã là quá trễ rồi. Trong lúc đứng lom khom ở khoang chứa hàng, Alex đã nhận ra hai món đồ nằm trên sàn ngay bên cạnh cậu. Chúng khiến cho cậu bé biết chính xác mình phải làm gì. Ê này! Ông Green lên tiếng. Ông to xoay người lại trên chiếc ghế. Alex được nhìn thấy lần cuối cùng nụ cười gớm ghiếc do con dao siếc bửa xuống mặt ông ta. Cảm ơn đã chờ đến đây, Alex nói và nhảy ra ngoài khung cửa đã mở sẵn. Hai món đồ đó chính là hai cái dù. Alex đã mở chúng ra, đeo một cái vào trên lưng. Trong lúc họ vẫn còn nắng bay trên bầu trời của thị trấn Reading. Cậu bé lấy làm mừng vì mình đã từng có được một ngày tập huấn về nhảy dù với quân chủng không quân đặc biệt. Chuyến bay do ông Green lái này còn tệ hơn cả chuyến bay mà cậu phải chịu đựng nơi thung lũng Wales nữa. Lần này không có dây cáp trượt, chẳng ai có thể cam đoan với cậu là dù của cậu đã được gói đúng cả. Nếu cậu bé đã nảy ra được một ý nghĩ nào khác để đến viện bảo tàng khoa học trước lúc, cậu chuẩn bị nhảy 7 phút thì cậu đã làm rồi. Không có cách nào khác. Alex biết như vậy, thế nên cậu đã nhảy ra khỏi máy bay. Lúc còn đứng ở ngưỡng cửa, cậu không cảm thấy tệ lắm. Cậu chỉ thoáng thấy chóng mặt khi gió thổi thốc vào người một lần nữa. Cậu nhắm mắt lại, buộc mình phải đếm đến ba. Nếu bung dù quá sớm, thì dù sẽ dễ vướng vào đuôi máy bay. Mà ngay cả có đúng như thế, thì cậu bé cũng vẫn nắm chặt tay lại. Cậu đã đếm đến ba trước khi cố hết sức mở dù. Chiếc dù xòe ra bên trên, Alex và cậu bị kéo giật ngược trở lại. Dây đeo thắt vào nách và hông của cậu bé. Họ đã bay ở độ cao 300 mét. Khi mở mắt, Alex ngạc nhiên khi thấy mình trở nên điềm tĩnh một cách lạ lùng. Cậu đang lơ lửng trong không trung bên dưới một vòm lụa trắng. Cậu có cảm giác như mình chẳng hề chuyển động. Hiện giờ, cậu bé đã rời khỏi máy bay, thành phố trở nên xa cách và huyền ảo đến huyễn hoặc. Lúc này chỉ có cậu, bầu trời và London thôi. Alex chợt cảm thấy vui vì điều đó. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng máy bay quay trở lại nó đã bay đi hơn được hơn một dặm rồi kia mà nhưng giờ thì cậu thấy nó đang nghiêng hẳn về một bên phải khi thình lình bẻ ngoặt lại động cơ tăng tốc chiếc máy bay lao thẳng tới mục tiêu chính là alex ông rin không thể để cho cậu bé bỏ đi dễ dàng như thế khi chiếc máy bay tới gần hơn gần hơn cậu có thể hình dung ra nụ cười bất tận của ông ta phía sau cửa kính buồng lái Ông Green hẳn là có ý định xé xé cậu bé ra thành từng mảnh trong không trung. Nhưng Alex đã đoán trước điều đó. Cậu bé thò tay xuống, lấy trong túi quần ra cái máy, chơi điện tử. Lần này, cậu không gài bộ trò chơi nào vào trong đó cả, bởi cậu đã lấy bé bom ra từ trước rồi. Cậu đặt nó ở trên chiếc máy bay chở hàng trong rỗng kia, ngay đằng sau chỗ ngồi của ông Green. Đó là một quả bom khói tích hoạt bởi mấy điều kiện từ xa. Cậu nhấn vào nút sạt ba lần. Trong máy bay, bé bom bắt đầu nổ. Đám mây khói vàng cay xè cả mắt đã được giải phóng. Khói từ cái lỗ thoát ra bốc cuồn cuộn lên các ô cửa sổ, bốc cả ra ngoài cửa lên xuống. Đang mở, không còn thấy ông Green đâu nữa. Ông ta đã bị khói phủ kín hết rồi. Chiếc máy bay trao đảo, lao thẳng xuống. Nhìn theo chiếc máy bay đang rơi, Alex có thể hình dung được là ông Rin không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn đang cố gắng điều khiển bộ cần lái. Lúc đầu, chiếc máy bay đang xoay từ từ, sau đó mỗi lúc nó mỗi xoay nhanh hơn. Động cơ như đang rên rỉ, và rồi chiếc máy bay chở hàng rít lên từ trên trời xanh, nó đâm thẳng đầu xuống đất. Đám khói vàng tỏa ra nguồn ngụt xung quanh nó. Vào phút cuối cùng, Ông Green cố gắng xoay sở để đưa chiếc máy bay đi lên. Nhưng muộn rồi, chiếc máy bay của ông ta đâm thẳng vào một chỗ trống như là một miếng đất hoang vắng gần bờ sông Tham và nó biến mất trong quả cầu lửa. Alex nhìn đồng hồ. 12 giờ thiếu 3 phút. Thế mà giờ này, cậu bé vẫn còn cách mặt đất những 300 mét. Nếu cậu không đáp đúng ngưỡng cửa của viện bảo tàng khoa học thì cậu sẽ thất bại. Cậu bé loay hoay điều khiển, mấy sợi dây dù, cố gắng tìm đường xuống đất nhanh nhất. Trong hội trường phía đông của Viện Bảo tàng Khoa học, lão Heron Scheller đang chuẩn bị kết thúc bài diễn văn của mình. Tất cả các gian phòng đều đã được trang hoàng thật đẹp đẽ để chứng kiến một sự kiện trọng đại. Đó là những chiếc công tác bão được nối mạng. Căn phòng là sự kết hợp giữa xưa và nay giữa những cột đá và nền nhà bằng kim loại không rỉ sét giữa những thiết bị tối tân nhất và những đồ vật cổ xưa từ thời cách mạng công nghiệp ở giữa đại sảnh là một bục đứng nơi đó dành cho say lờ ngài thủ tướng thư ký thủ tướng và ngài bộ trưởng bộ giáo dục phía trước họ là 12 hàng ghế cho nhà báo giáo viên khách mời ông alan plun Ngồi ở hàng ghế đầu tiên vẫn vô cảm như vốn dĩ. Ngồi cạnh bên ông ta là bà Trôn, vẫn trang phục màu đen, có gài một cái kim hoa thật lớn nơi ve áo. ở hai bên khán phòng, các anten truyền hình được gắn vào những camera đều tập trung vào lõi say lở đang nói. Bài diễn văn được phát thanh trực tiếp đến các trường học trong cả nước và sẽ được truyền hình lại trong bản tin buổi tối khán phòng còn chứa khoảng 200 đến 300 người khác đang đứng ở hành lang lầu 1 và lầu 2. Tất cả mọi người từ mọi phía đều nhìn chú mục xuống cái bục đứng. Khi lão say là phát biểu, các máy ghi âm đều đồng loạt bật lên, đèn flash lóe liên tục. Trước đây, chưa từng có cá nhân nào lại hào phóng đến độ tặng một món quà cho quốc gia cả. Đây là một hiện tượng một sự kiện lịch sử của loài người tiến bộ. Chính là ngài thủ tướng, đích thân ngài thủ tướng sẽ nhận lãnh trách nhiệm về cái điều sắp xảy ra ở đây. Lão sai là nói. Tôi hy vọng rằng tối nay khi ngài thủ tướng nhận được thông tin phản hồi từ khắp nơi trên đất nước về những gì xảy ra vào ngày hôm nay, ngài ấy sẽ nhớ lại những ngày chúng tôi cùng học chung với nhau dưới một mái trường và sẽ nhớ tất cả mọi điều ngài ấy đã làm vào thời gian đó tôi nghĩ tối nay cả nước sẽ biết ngài là một người như thế nào đó là một điều chắc chắn đó là một ngày mà các bạn sẽ không bao giờ quên được lão Cú chào mọi người lát đác có tiếng vỗ tay ngài thủ tướng liếc nhìn người trợ lý của mình bối rối viên trợ lý nhún vai che giấu sự khinh thị Thủ tướng tiến đến trước micro. Tôi không biết phải đáp lại điều đó như thế nào đây. Ông pha trò làm cho cánh nhà báo đều bật cười. Chính phủ đã có được một hậu thuẫn đông đảo. Họ ủng hộ thủ tướng nên mới bật cười trước lời pha trò như thế. Thủ tướng nói tiếp: Tôi rất mừng là ông Schuyler đã giữ được những ký ức vui tươi trẻ về những tháng ngày chúng tôi cùng học bên nhau và tôi cũng rất lấy làm vui mừng là ngày hôm nay hai chúng tôi lại cùng nhau đem lại sự thay đổi quan trọng cho các ngôi trường trên toàn lãnh thổ của chúng ta lão heron sailor khẽ ra hiệu chỉ về phía chiếc bàn đặt trên cạnh cái bục trên bàn là chiếc máy vi tính công tác bão bên cạnh nó là con chuột lão nói đây là máy chủ mời ngài nhấn vào con chuột để các máy tính được kết nối mạng. Được. Ngài thủ tướng đưa ngón tay của mình lên, đồng thời điều chỉnh lại tư thế để các máy camera có thể thu được hình ảnh đẹp nhất của ngài. Ở đâu đó bên ngoài bảo tàng, đồng hồ gõ đúng 12 tiếng. Alex đang nghe thấy tiếng chuông đồng hồ ở độ cao 150 mét. Nóc viện bảo tàng khoa học đang hướng thẳng lên cậu bé cậu bé chỉ nhìn thấy tòa nhà sau khi chiếc máy bay đã nổ tung. Chẳng dễ dàng tìm ra nó trong cái thành phố ngày một thêm rộng lớn này. Thành phố trông không khác gì một bản đồ ba chiều ở bên dưới cậu. Alex đã sống một phần lớn thời gian ở phía tây London và cũng thường hay viếng thăm bảo tàng. Lúc đầu, cậu bé nhận ra một tòa nhà được xây dựng từ thời nữ hoàng Victoria, được gọi là lâu đài Albert ở phía nam của lâu đài là tòa tháp trắng muốt được che phủ bởi một vòm cây xanh đó là viện hoàng gia khi rơi xuống alex cảm nhận được mình rơi mỗi lúc một nhanh hơn cả thành phố trở nên một trò chơi ghép hình kỳ quái và cậu bé biết rằng mình chỉ còn vài giây để lắp ráp chúng lại một tòa nhà to lớn xa hoa với những tòa tháp và cửa sổ trông như cửa nhà thờ hiện ra đó chính là Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nằm trên đường Cromwell. Từ đó đến Viện Bảo tàng Khoa học sẽ phải đi như thế nào? Dễ thôi, khi gặp đèn giao thông thì gẹo trái để ra đường Exhibition. Chính là ở chỗ đó, Alex kéo dù, cố lái mình đến Viện Bảo tàng Khoa học trong viện bảo tàng thật nhỏ nhoi so với những vật thể khác được nhìn thấy từ xa đó là một tòa nhà vuông vức nằm thụt vào con đường chính với mái bằng màu xám cạnh đó là một loạt các cửa tò vò kiểu cấu trúc thường hay gặp ở nhà ga hay ở một ngôi nhà kính trồng cây rộng lớn chúng là một khối cầu màu cam mở đục cái này nối với cái kia hình như chúng được làm bằng thủy tinh Alex có thể đáp xuống máy bằng, sau đó tất cả những gì cậu bé phải làm là xuyên qua một trong các ô cửa tò vò. Alex vẫn còn giữ khẩu súng lục mà cậu đã lấy được từ tên bảo vệ. Cậu có thể dùng nó để báo cho ngài thủ tướng biết. Nếu được, cậu bé hình dung thì cậu bé cũng có thể dùng nó để bắn lão Heron Steyler. Dù sao, Alex cũng phải xoay sở để được đáp xuống viện bảo tàng. Trong độ rơi ở mét cuối cùng, cậu bé nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa và cậu bé nhận ra hai điều, cậu rơi quá nhanh và cậu đã không đáp chúng mãi bằng. Thật ra, viện bảo tàng khoa học có hai nóc, nóc đầu tiên làm bằng kính cốt thép, thuộc thời kỳ các vua George của Anh. Hẳn là dạo gần đây thi thoảng cái nóc đầu tiên này bị dột bởi vì những nhà phụ trách bảo tàng đã cho chồng thêm một cái nóc thứ hai lên trên cùng. Đây chính là mái nhà màu cam mà Alex đã trông thấy. Cậu bé rơi thẳng vào đó bằng cả hai chân ở vận tốc khoảng 30 dặm một giờ. Mái nhà vỡ toang, cậu tiếp tục rơi xuống vào một ngăn xếp ở bên trong, không hề va chạm phải hệ thống xà nhà là bằng thép và những bậc thang cậu hoàn toàn có đủ thời gian để nhận thức được một thứ trông giống một tấm thảm nâu, phủ lên trên một bề mặt cong. Cậu tiếp tục rơi xuống tấm thảm màu nâu đó. Nó chẳng qua chỉ là một tấm chắn mỏng để ngăn không cho bụi bọng, cùng ánh nắng rọi vào tấm kính. Alice kêu thét lên, cậu đã làm vỡ tan cả tấm kính. Cuối cùng, cái dù của cậu mắc kẹt vào một cái xà, cậu đang rơi bỗng chừng lại đung đưa giữa khoảng không trong hội trường phía đông. Đây là điều cậu nhìn thấy. Phía xa bên dưới Alex, tất cả mọi người đều đang tập trung chung quanh cậu bé. 300 con người đã dừng hết mọi hoạt động, sững sờ nhìn chằm chằm vào cậu. Nhiều người đang đứng trên ghế ngay bên dưới cậu bé và một vài người bị thương, có máu chảy cùng những mảnh kính vỡ có một chiếc cầu tạo thành những tấm thủy tinh xanh lục bắc ngang qua hội trường trong hội trường có một chiếc bàn hiện đại và đằng trước nó ở ngay chính giữa là một cái bục tạm thời alex trông thấy chiếc công tắc bão đầu tiên sau đó cầu ngờ ngợ nhận ra ngài thủ tướng đang đứng cạnh lão heron taylor alex lơ lửng trong không trung đang đu đưa bên dưới chiếc dù khi những tấm kính cuối cùng cũng rơi vỡ vỡ đầy trên đất. Mọi âm thanh và hoạt động bỗng trở lại với hội trường phía đông trong một làn sóng nhốn nháo chưa từng có. Lực lượng an ninh phản ứng đầu tiên đang ẩn mình trong đám đông. Họ bỗng thình lình xuất hiện ở mọi nơi, phía sau dẫn dãy cột, bên dưới những anten truyền hình. Chạy qua chiếc cầu xanh lục, nhưng bàn tay chỉ một giây trước đó không hề có gì. Thế mà giờ lại lăm lăm những khẩu súng Alex cũng đã rút khẩu súng của mình ra. Cậu lấy nó từ lưng quần. Cậu bé có thể giải thích sự xuất hiện của mình trước khi lão sai lờ hay ngày thủ tướng kịp kích hoạt những công tắc bão. Nhưng cậu hồ nghi điều đó. Nã đạn. Sau đó mới đặt câu hỏi là tình huống hay thấy trong những bộ phim bạo lực. Nhưng đôi khi, những hành động trong phim bạo lực thỉnh thoảng lại đúng. Cậu bé nã hết đạn trong súng những viên đạn được bắn ra văng khắp phòng nổ to một cách đáng kinh ngạc mọi người kêu thét lên cánh nhà báo xô đẩy chen lấn nhau để tìm chỗ nấp viên đạn đầu tiên nhắm thẳng vào chiếc bàn hiện đại viên đạn thứ hai trúng ngay tay ngài thủ tướng ngón tay của ông ta chỉ còn cách con chuột chưa tới một cm viên đạn thứ ba trúng thẳng vào con chuột làm nó vỡ tan thành từng mảnh viên thứ tư bay vào phích cắm phá vỡ chốt cắm và làm chập mạch lão say lờ lẻ lên đằng trước quyết tâm nhắp con chuột cho bằng được viên đạn thứ năm và thứ sáu bắn trúng lão ngay khi alex bắn ra viên đạn cuối cùng cậu bé ném khẩu súng xuống đất để nó rơi lóc cóc xuống sàn nhà và giơ hai tay lên cậu cảm thấy lỗ bịch cậu đang bị treo trên trần nhà thế mà hai tay lại cứ phải đưa lên có cả tá họng súng đang chĩa vào người cậu bé thế nên cậu muốn cho họ thấy rằng mình không còn vũ khí nữa rằng họ không cần phải bắn dù cho có đúng đi như thế thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi một nhân viên an ninh nổ súng cậu bé có thể tưởng tượng ra được là một loạt đạn sẽ ghim tới tấp vào mình điều mà họ lo ngại nhất chính là cậu bé này là một tên khủng bố điên khùng kẻ đã chạy dù vào viện bảo tàng khoa học bắn một hơi sáu phát đạn vào ngài thủ tướng nhiệm vụ của họ là phải giết cậu đó là điều họ được huấn luyện nhưng những viên đạn đó không bao giờ bắn vào cậu tất cả nhân viên an ninh đều được trang bị điện đàm ở hàng ghế đầu tiên bà chôn đã ra lệnh bà ta đã nhận ra alex và nói thật nhanh vào chiếc kim hoa không được bắn tôi lặp lại không được bắn tất cả hãy trở lại tôi trên bục một đám khói xám bốc lên từ bên hông chiếc công tắc báo bị vỡ bây giờ nó chỉ là một cái máy vô dụng hai nhân viên an ninh lao về phía thủ tướng lúc này ông ta đang nắm chặt lấy cổ tay máu chảy đầm đìa những cánh tay nhiếp ảnh cùng cánh tay nhà báo bắt đầu hét to những câu hỏi đèn flash lóe liên tục cùng những chiếc camera cứ đưa qua đưa lại theo nhân vật đang đong đưa ở phía bên trên. Theo lệnh của bà Trôn, các nhân viên bảo vệ được điều đến nhiều hơn, đứng chặn ở mọi nẻo thoát. Trong khi ông Alan Plun thì ngước nhìn lên. Lần đầu tiên trong đời, ông ta bị ngợp. Không thấy bóng dáng của Heron Taylor đâu cả. Nhân vật chính của tập đoàn Taylor đã bị bắn hai phát. Nhưng bằng cách nào đó, lão đã biến mất. Johnson Cậu đã làm rối tung mọi thứ lên một chút khi bắn bằng ngài thủ tướng. Ông Alan Plun nói. Nhưng tất cả những gì cậu làm rất đáng được biểu dương. Alex à. Cậu không chỉ thực hiện tốt những gì chúng tôi mong muốn. Cậu đã làm được hơn thế. Đó là buổi trễ chiều của ngày hôm sau. Alex đang ngồi trong văn phòng của ông Plun ở tòa nhà Rojan General trên đường Liverpool. Cậu chỉ thắc mắc mỗi một điều đó là tại sao tất cả những gì cậu làm cho họ, người chỉ huy của MB6 lại phải nói những lời như thế, giống như một hiệu trưởng của một trường tư bình thường đang trao cho cậu giấy khen về thành tích học tập tốt. Bà Trôn đang ngồi bên cạnh cậu bé. Alex đã từ chối một viên kẹo bạc hà bà ta đưa cho, mặc dù cậu bắt đầu hiểu rằng nó chính là toàn bộ phần thưởng cậu được nhận kể từ lúc cậu bước chân vào phòng tới giờ. Bây giờ bà ta mới chịu lên tiếng. Có lẽ cậu muốn biết về kế hoạch tẩy xóa. Chắc chắn rồi. Người phụ nữ nhìn ông Plun, ông này gật đầu. Trước tiên, cậu đừng mong đợi được đọc bất kỳ một sự thật nào về chuyện này trên các báo. Chúng tôi đã đưa chuyện này vào mục D rồi. Tức là không một ai được phép loan báo chuyện này. Lẽ tất nhiên, nghi lễ diễn ra ở Viện Bảo tàng Khoa học đã được phát hành trực tiếp. Nhưng may mắn thay, chúng tôi đã cắt được đường truyền trước khi những camera tập trung quay cậu. Thật ra, chẳng có ai biết được là một cậu bé 14 tuổi đã gây ra vụ lộn xộn này. Và chúng tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này theo cách đó. Ông Blunt hạ nói thấp giọng. Tại sao vậy? Alex không thích nghe những lời này. Bà John phất lờ câu hỏi. Dĩ nhiên là báo chí phải in một tin gì đó. Bà ta tiếp tục nói. Chúng tôi đã sắp đặt một chuyện là sai là bị một tổ chức khủng bố. Cho đến nay vẫn chưa xác định được. Tấn công và ông ta phải trốn đi để lánh nạn. Thế sai lở đâu? À, Alex hỏi. Chúng tôi không biết. Chúng tôi sẽ truy lùng hắn không có nơi nào trên trái đất này mà hắn trốn được với chúng tôi đâu đồng ý alex trả lời đầy hồ nghi còn về những công tác bão chúng tôi đã cho lon tin rằng có một lỗi nghiêm trọng và bất cứ ai bật chúng lên đều có thể bị điện giật chết chính phủ đang lúng túng dĩ nhiên rồi tất cả họ đều bị triệu tập và bây giờ chúng tôi sẽ đưa họ đi may thay Sai lờ là kẻ cuồng tín đến độ hắn đã lên chương trình rằng những virus đậu mùa chỉ có thể được phát tán bởi ngài thủ tướng ở viện bảo tàng khoa học thôi. Cậu đã phá hủy được cái nút điều khiển. Thế nên một số trường học nếu có lỡ khởi động máy vi tính rồi cũng sẽ không bị nhiễm bệnh đâu. Thế là xong, ông luôn nói. Chúng tôi đã phân tích một số mẫu. Nó gây chết người đấy, thậm chí còn tệ hơn cả thứ mà Iraq chủ liệu trong chiến tranh vùng vịnh nữa. Ông có biết ai cung cấp nó không? Alex hỏi. Ông Blun hung hắn ho. Không. Thế còn chiếc tàu ngầm mà tôi nhìn thấy thì sao rồi? Quên chiếc tàu ngầm ấy đi. Hiển nhiên là ông Blun không muốn nói về nó. Cậu có thể tin chắc rằng chúng tôi sẽ mở những cuộc điều tra cần thiết. Còn Jackson, Alice tiếp tục hỏi Đất lượt bà John trả lời chúng tôi đã đóng cửa nhà máy ở cảng Talon hầu hết nhân viên đều bị bắt giữ xui xẻo là chúng tôi không thể nói chuyện được với cả Nadia Voller và người đàn ông mà cậu hay gọi là ông Green dù sao đi nữa thì ông ta cũng chẳng thể nào nói nhiều được Alice trả lời may sao máy bay của hắn đâm sầm vào một khu đất chuẩn bị xây cất. Bà Trôn nói tiếp, không ai bị chết cả. Còn về Jackson, tôi nghĩ là hắn đã biệt tích. Theo những gì mà cậu kể với chúng tôi, thì rõ ràng hắn không thực sự làm việc cho Sailor. Hắn đang làm việc cho những kẻ đỡ đầu Sailor, và chúng tôi nghĩ rằng họ rất thích hắn. Chắc chắn Jackson thuộc về phe khác của thế giới. Tuy nhiên, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ ngưng tìm kiếm đâu. Một sự im lặng kéo dài, xem ra hai người phụ trách tổ chức gián điệp này chỉ nói về tất cả những gì họ cần nói thôi. Còn một điều mà chẳng ai thèm bàn tới. Chuyện gì sẽ xảy ra đến với tôi? Alex hỏi. Cậu trở lại trường học. Ông Lân trả lời. Bà John lấy ra một phong bì đặt vào tay Alex. Một tấm xét ư, Alex hỏi. Là thư của một bác sĩ. Bác sĩ giải thích rằng cậu phải nghỉ học ba tuần vì bị cảm cúm. Cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Cậu sẽ tiếp tục ở lại nhà của bác cậu. Ông Blum nói, cùng với người quản gia của cậu nữa là Jack đấy. Chúng tôi đã cấp thị thực mới cho cô ấy và cô ấy sẽ tiếp tục chăm nom cậu. Bằng cách đó, chúng tôi cũng biết được chỗ ở của cậu, một khi chúng tôi lại cần đến cậu. Lại cần đến cậu, những từ này làm Alex nổi gai ốc hơn tất cả những gì xảy ra đến với cậu trong ba tuần qua. Ông đang đùa đấy. Cậu bé kêu lên. Không hề. Ông Bloom lãnh đạm nhìn cậu. Tôi không có thói quen đùa cợt. Cậu làm tốt lắm, Alexa. Bà chôn cố gắng nói giọng hòa giải đích thân ngài thủ tướng đã nhờ chúng tôi truyền lời cảm ơn đến cậu. Câu nói chính xác của ngài là thật tuyệt vời và hữu ích biết bao nếu như có được một người trẻ tuổi như cậu. Có tài như cậu, ông Blunt thêm vào. Thỉnh thoảng giúp cho, bà John đưa một cái tay lên gạt bỏ mọi tranh cãi. Bây giờ chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, nhưng nếu có có một vấn đề nào đó nảy sinh, thì có thể chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau. Vâng, chắc chắn là thế rồi. Alex nhìn hết người này đến người kia. Đây không phải là những người mà cậu có thể trả lời là không. Theo những gì họ đã làm, thì cả hai người họ đều chẳng khác gì ông Green cả. Cậu hỏi, tôi đi được chưa? Tất nhiên là được. Bà John trả lời, tôi cho người đưa cậu về nhé. Không cần đâu, cảm ơn bà. Alex đứng dậy. Tôi sẽ tự về. Lẽ ra cậu bé phải cảm thấy dễ chịu hơn khi cậu đi thang máy xuống mặt đất. Cậu chợt nghĩ đến việc mình đã cứu được 10.000 học sinh, đã đánh bại được Heron Schuyler mà không hề bị giết hay bị thương nặng. Vậy điều gì đã khiến cậu không được vui? Câu trả lời thật đơn giản. Ông Blunt đã trói buộc cậu vào chuyện này. Rốt cuộc, khác biệt lớn giữa cậu và James Bond không phải là vấn đề tuổi tác vấn đề chính là lòng trung thành ngày xưa người ta làm điệp viên là vì yêu nước và vì họ tin vào những gì mình làm còn ở đây cậu chẳng bao giờ được lựa chọn ngày nay điệp viên không phải là làm việc mà là họ được sử dụng alex bước ra khỏi tòa nhà cậu bé định đi bộ đến nhà ga xe điện ngầm thì lúc ấy có một chiếc xe taxi chờ tới cậu đưa tay vẫy nó. Cậu mệt lắm rồi, không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Cậu nhìn người tài xế, ông ta mặc một chiếc áo len dày sụ được sản xuất trong nước. Cái đầu như muốn gục trên tay lái. Alex gieo mình xuống băng ghế sau. Đến Jenny, cuộn Jesse, Alex nói. Người tài xế quay lại, ông ta có súng. Gương mặt ông ta xanh xao hơn lần cuối cùng Alex còn gặp mặt sự đau đớn do hai vết đạn gây hằn cả trên đó. Không thể nào, chính là lão Heron Saylor. Nếu mày cử động, đổ rất nhãi ranh, thì tao sẽ bắn. Lão Saylor nói, giọng nói của lão thật chua cay. Nếu mày giờ bất cứ trò gì, tao cũng sẽ bắn. Ngồi đó, mày sẽ đi cùng với tao. Các cánh cửa xe đóng sập lại, cửa đã bị khóa tự động. Lão Heron say quay lên, lái xe xuống đường Liverpool, hướng vào trung tâm thương nghiệp và tài chính của thành phố London. Alex không biết phải làm gì, cậu chỉ biết chắc chắn một điều là lão say có ý định bắn cậu. Bằng mọi cách, làm sao mà lão lại tình cờ lái xe đến tận cổng sở chỉ huy của MI6 tại London này được nhỉ? Cậu bé nghĩ đến ô cửa sổ có lẽ nên gây sự chú ý với xe hơi khác ở cột đèn giao thông nhưng cách cửa không động đậy lão say lời sẽ quay lại và bắn cậu mất gã đàn ông này không còn gì để mất họ đi xe chừng 10 phút hôm nay là thứ bảy nên trung tâm thương nghiệp về tài chính của london đóng cửa đường xá sáng trưng lão say lời dừng xe trước mặt tiền của một tòa nhà chọc trời lắp đầy kính hiện đại trước cửa có để một bức tượng kỳ lạ, hai quả ốc chó nhăn nheo bằng đồng, rất to, được đặt trên một khối bê tông. Mày sẽ ra khỏi xe hơi với tao, sai lờ ra lệnh. Tao và mày sẽ cùng phải vào nhà. Nếu mày đang nghĩ đến việc bỏ chạy, thì hãy nhớ rằng khẩu súng của tao đang chĩa vào lưng mày đấy. Lão say lờ ra khỏi xe hơi trước, mắt lão chưa bao giờ rời khỏi Alice. Cậu bé đoán rằng hai viên đạn đã ghim vào tay trái và vai của lão. Tay trái của lão mềm nhũn, tay cầm súng bằng tay phải. Lão chĩa vào dưới lưng dưới của Alex một cách chắc chắn. Bước vào. Cửa ra vào của tòa nhà là những cửa đẩy. Chúng đã được mở sẵn. Alex nhận ra mình đang ở trong một gian phòng lót đá cẩm thạch với những chiếc ghế sofa bọc da và một bàn tiếp tân uốn cong Chẳng có ai ở đây. Lão sai lở đưa súng lên ra hiệu. Cậu bé bước đến buồng thang máy. Thang máy đang chờ. Cậu bé bước vào trong. Tầng 29. Lão sai lở bảo. Alice nhấn nút. Chúng ta lên để ngắm cảnh hà. Cậu bé hỏi. Lão sai lở gật đầu. Mày cứ làm mọi trò mà mày muốn đi. Lão bảo. Nhưng tao sẽ là người cười cuối cùng họ đứng trong yên lặng alice có thể cảm nhận được sức ép trong đôi tay của mình khi thang máy mỗi lúc một lên cao hơn lão sai là đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu bé khẩu súng nguy hiểm của lão dĩ sát vào hông cậu ấy cậu đứng sát vào một bức vách alice nghĩ đến việc tấn công lão nếu cậu có thể tạo ra yếu tố bất ngờ nhưng mà không được họ gần nhau quá và lão sai lở đang căng nén như một cái lò xo có thể bật ra bất cứ lúc nào thang máy bỗng chậm lại cửa mở ra lão sai lở hua khẩu súng quẹo trái đi mày sẽ đến một cái cửa hãy mở nó ra alice làm theo những gì lão bảo cánh cửa có ghi chú bãi đáp của máy bay trực thăng có một cái cầu thang với những bậc bằng bê tông dẫn theo hướng đi lên Alex nhìn lão lờ. lão gật đầu, lên. Họ bước lên những bậc thang và tới cạnh một cánh cửa khác có then cài. Alex mở ra, bước vào trong. Cậu bé lại ở ngoài trời. Tòa nhà ba mươi tầng này có một mái bằng với một cột anten thu sóng vô tuyến và một hàng rào kim loại cao bao bọc xung quanh. Cậu bé và lão lờ đang đứng bên mép một chữ thập khổng lồ được sơn bằng sơn đỏ. Nhìn quanh, cậu bé có thể trông thấy toàn thành phố, thấy cầu tàu Canary, và xa hơn thế, khi rời khỏi những văn phòng của tòa nhà Rojan and General, Alex cứ tưởng như ngày hôm đó là một ngày xuân êm ả. À. Thế nhưng khi đứng ở trên cao như lúc này, cậu mới nhận thấy gió đang thổi ảo ảo và những đám mây thì cuồn cuộn trên đầu. Mày đã phá hỏng mọi thứ, lão sai lời chu chéo làm thế nào mà mày làm được điều đó mày lừa tao như thế nào vậy nếu mày là một thằng đàn ông thì tao đã đánh bại mày rồi nhưng mà chúng nó lại gửi một thằng nhóc tồi một thằng rất học sinh được rồi mọi chuyện chưa chấm dứt đâu tao sẽ rời anh quốc đó là lý do tao đem mày tới đây tao muốn mày nhìn thấy điều đó Lão xe lờ gật đầu, Alex quay lại, nhận ra một chiếc trực thăng đang lơ lửng đằng sau cậu. Nó đến từ đâu vậy nhỉ? Chiếc máy bay được sơn màu đỏ và màu vàng là một chiếc máy bay hạng nhẹ với một nhân vật đeo kính đen đội mũ sắt đang lom khom nơi bàn điều khiển. Đây là một chiếc Colibri EC-120B, một trong những chiếc máy bay êm nhất trên thế giới. Nó đang đung đưa bên trên cậu những cánh quạt của nó cứ xoay trong không trung đây là tấm vé rời khỏi nơi này của tao đấy lão xoay lở tiếp tục nói bọn chúng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được tao đâu một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại lần tới sẽ không có trục chặt nào cả mày sẽ không còn ở đây mà ngăn cản tao nữa đây là nơi mày lìa đời đây là nơi mày phải chết Alex không thể làm gì cả. Lão say lỡ đưa súng lên ngắm, hai con mắt lão bỗng căng ra, hai đồng tử trở nên đen hơn lúc nào hết, trông như hai đầu đinh nằm trong hai lòng trắng đang lòi ra. Có hai tiếng nổ nhỏ. Alex nhìn xuống, nghĩ rằng sẽ thấy máu, nhưng chẳng có gì cả. Cậu bé không cảm nhận được gì hết, chỉ thấy lão say lỡ lảo đảo và ngã ngửa ra sau. Trên ngực lão có hai lỗ thủng chiếc máy bay trực thăng đậu xuống ngay chính giữa chữ thập. Viên phi công bước ra ngoài. Vẫn còn khầm khẩu súng vừa giết lão Heron Shiler. Xong, hắn đi tới. Dùng giày thúc thúc và sắc chết để kiểm tra. Dường như đã thỏa mãn, hắn tự gật đầu với chính mình rồi cất khẩu súng vào. Hắn đã tắt động cơ máy bay trực thăng. Đằng sau hắn, những cánh quạt quay chậm lại rồi ngừng hẳn. Alex bước lên phía trước gã đàn ông có vẻ đã chú ý đến cậu bé ngay từ giây phút đầu tiên ông là joshon gregorovic alex lên tiếng gã người nga gật đầu không thể nào biết được những gì đang diễn ra trong đầu hắn đôi mắt xanh trong veo chẳng biểu hiện điều gì cả thế tại sao ông lại giết lão ta alex hỏi tao được chỉ thị như vậy giọng nói của hắn không có trọng âm hắn nói một cách nhẹ nhàng vừa phải lão đã trở thành một điều khó xử đây là cách tốt nhất đâu có tốt nhất cho lão jackson nhún vai thế còn tôi alice hỏi gã người nga đưa mắt nhìn vào alice như muốn nhấc bổm cậu bé lên ta không có chỉ thị nào liên quan tới mày cả hắn nói thế ông không bắn luôn tôi à tao có cần phải làm thế không một sự im lặng hai người nhìn nhau trên thi hài của lão Heron Schiller ông đã giết Lanroider Alice nói ông ấy là bác của tôi Jackson nhút vai tao giết nhiều người lắm một ngày nào đó rồi tôi cũng sẽ giết ông nhiều người đã thử làm điều đó Jackson mỉm cười tin tao đi tốt nhất là chúng ta đừng gặp lại nhau hãy trở lại trường học trở lại cuộc sống của chính mày. Lần sau, nếu họ có yêu cầu thì hãy từ chối. Giết chóc là chuyện của người lớn, còn mày vẫn chỉ là một đứa con nít. Hắn xoay lưng lại phía Alex, leo lên khoang máy bay. Những cánh quạt lại khởi động, vài giây sau, chiếc trực thăng bốc lên không trung, đảo qua tòa nhà, đằng sau tấm kính, Jackson đưa một tay lên. Một biểu hiện của tình bạn ư hay chỉ là một cách chào alice cũng đưa tay lên chiếc trực thăng bay đi alice vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay, bay bay mất dạng trong ánh nắng sắp tàn